thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 1, thần y trở lại. Trường Ngục và những người phụ trách của nhà tù Long Hồ đang nhìn chăm chú vào lối ra ở phía trước, như đang chờ một nhân vật lớn nào đó. Một lát sau, một người thanh niên mặc đồ tù nhân đã bước ra, anh khoảng 21, 22 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng khí thế thì như rồng như hổ, còn đôi mắt thì lạnh băng khiến không ai dám nhìn thẳng. Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù ngô bình vừa xuất hiện trưởng ngục lý thịnh quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói chú em chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi những người khác cũng đồng thanh nói chúc mừng bác sĩ ngô ra tù ngô bình chắp tay với mọi người rồi đáp hẹn ngày tái ngộ suốt lời anh lại nói với lý thịnh quốc anh lý cảm ơn anh không có anh giúp thì em không thể ra tù sớm vậy được lý thịnh quốc cười đáp mạng anh còn do chú cứu mà giờ lại nói khách sáo gì thế đi thôi, tạm biệt bọn họ một chút. Người Ngô Bình muốn chào từ biệt là hơn 1.000 phạm nhân ở nhà tù này, ít nhất phải có hơn nửa số phạm nhân ở đây đã được anh cứu chữa bệnh. Trong hơn một năm qua, Ngô Bình đã chữa khỏi cho họ đủ các loại bệnh, từ đau dạ dày, phong thấp, đục thủy tinh thể đến bệnh tim và đủ thứ bệnh khác, cho nên ai cũng rất cảm kích anh. Ngoài các tù nhân ra, thì cũng không ít các quản giáo được Ngô Bình giúp đỡ, mỗi khi họ hay người nhà của họ bị bệnh thì đều nhờ Ngô Bình chữa trị anh đúng là bàn tay vàng trong làng chữa bệnh, không bệnh nào là không chữa khỏi. Lúc này, các tù nhân và mười mấy quản ngục đang đứng trên sân cỏ lộng gió để chờ Ngô Bình, vừa thấy anh xuất hiện, họ đều đồng loạt cúi người và hô lên đồng thanh, mong bác sĩ sớm quay lại. Ngô Bình vốn đang thấy hơi cảm động, nhưng nghe vậy xong thì lập tức gào lên, quay lại cái con khỉ. Sợ gây náo loạn nên các quản ngục chỉ tổ chức một nghỉ lễ chào tạm biệt hết sức đơn giản, sau đó các tù nhân chỉ kịp hô lên nốt một câu là giữ gìn sức khỏe. Là bị tống về hết ngay, cuối cùng chỉ còn Lý Thịnh Quốc và vài cấp dưới của ông ta tiến Ngô Bình ra tận cổng. Chú em, lần này chú đi, chắc chúng ta khó có ngày gặp lại. Sau này mà có chuyện gì thì cứ điện thoại cho anh, nếu giúp được thì chắc chắn anh sẽ không thoái thác, Lý Thịnh Quốc nói với vẻ chân thành. Ngô Bình khịt mũi nói, được, nếu rảnh em sẽ về đây tìm mọi người. À, anh tiếp tục uống thuốc theo đơn em kê đi nhé, ít cũng phải uống thêm 3 tháng nữa mới được dừng. Nửa năm trước, Lý Thịnh Quốc đã mắc phải căn bệnh u não quái ác, chính Ngô Bình đã dùng tài y thuật tuyệt đỉnh của mình để lôi ông ta từ cửa môn quan trở về, vì vậy ông ta rất biết ơn anh. Anh biết rồi, nhất định anh sẽ uống đủ thời gian, Lý Thịnh Quốc cười đáp. Sau khi bước ra ngoài cửa trại giam, Lý Thịnh Quốc đã nhét một cái thẻ ngân hàng vào tay Ngô Bình. Ngô Bình ngẩn ra hỏi, tiền ạ? Lý Thịnh Quốc cười đáp, chú em, bên trong có 200.000 mà tất cả cai ngục và quản ngục bọn anh góp được. Không nhiều đâu, chỉ là chút tấm lòng của bọn anh thôi. Coi như tiền bọn anh mừng chú ra tù, khi nào chú lấy vợ, nhớ mời bọn anh đến uống rượu mừng đấy nhé. Ngô Bình cảm thấy ấm lòng, Lý Thịnh Quốc này rất giảo hoạt, nhưng cũng là người sống có tình có nghĩa. Audio điện tử võ tấn bền Anh không khách sáo mà giơ tay nhận luôn. Sau đó, Lý Thịnh Quốc lại đưa cho Ngô Bình một mẩu giấy, bên trên có viết địa chỉ và số điện thoại, ông ta nghiêm túc nói, "Chú em, đây là thông tin liên lạc của một đại gia giàu có, khó khăn lắm anh mới móc nối quan hệ được cho chú đấy. Nếu chú có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của ông ta thì chắc chắn thù lao không dưới 7 con số." Ngô Bình nhận lấy rồi cất đi cẩn thận, sau đó nói, "Vâng, cảm ơn mọi người nhiều, không cần tiện em nữa đâu, em đi đây." anh là người không câu nệ nên chỉ vẫy tay vài cái rồi đi luôn sau đó ngô bình bắt một chiếc taxi đi về phía bến xe ngô bình ngồi trên xe rồi thầm nói cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi trong mắt anh có vẻ nhớ nhung và thù hận bây giờ mạch suy nghĩ của anh chợt trở lại hai năm trước khi ấy anh vẫn còn đang là sinh viên năm hai với thành tích xuất sắc nhưng cuộc đời luôn không thiếu những sự cố bất ngờ trên đường đi làm bố anh đã bị một chiếc xe phóng với vận tốc nhanh đâm cho tử vong tại chỗ. Người gây tai nạn là cậu ấm nhà giàu tên là Tống Thế Kim, gã không chỉ phóng nhanh mà còn sử dụng bia rượu. Nhưng vì gia đình có điều kiện, người nhà gã đã thông qua các mối quan hệ để tác động đến vụ án. Cuối cùng, tốc án đã quy hết trách nhiệm cho bố Ngô Bình và bắt nhà anh phải bồi thường 200.000. Còn kẻ uống rượu say rồi lái xe gây ra tai nạn là Tống Thế Kim đã được người nhà hắn thuê một người khác chịu tội thay, nên bây giờ gã vẫn đang nhởn như ngoài vòng pháp luật lúc đó thấy chuyện này có điểm bất thường nên ngô bình đã bắt tay vào điều tra nhưng trong quá trình tìm chứng cứ anh đã bị một nhóm người cầm dao đuổi giết trong lúc hỗn loạn anh đã cướp được một con dao và đâm một người trong số đó bị thương nặng chính anh cũng bị thương máu nhỏ lên miếng ngọc bội trước ngực nên vô tình đã kích hoạt cấm chế gì đó từ ấy anh đã tiếp nhận được truyền thừa vô thượng của nên văn minh cổ đại và một năng lực đặc biệt là nhìn thấu vạn vật Nhờ đó, anh có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ như kinh mạch, máu huyết và các dây thần kinh trong cơ thể con người. Thậm chí anh còn có thể nhìn thấy những thứ vượt qua phạm trù nhận thức của con người như tiên và phát, ma và quỷ. Truyền thừa trong miếng ngọc bội ấy rất đa dạng, có y thuật, pháp thuật, trận pháp và võ thuật, vô cùng kỳ diệu. Khi những thông tin ấy dội vào trong tiềm thức, Ngô Bình vô cùng sướng sờ, sau đó anh đã bị bắt, khởi tố và bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích với người khác sau khi vào tù ngô bình tập trung nghiên cứu miếng ngọc bội này anh tập trung nghiên cứu về y học và võ thuật chỉ sau nửa năm ngắn ngủi anh đã trở thành thần y ở trong tù một năm sau đến người ở bên ngoài cũng lũ lượt kéo nhau vào tù để nhờ anh chữa bệnh anh không nhận tiền mà chỉ mong được giảm án điều này khiến địa vị của anh tăng vọt đến trưởng mục lý cũng phải khách sáo với anh và đổi xương hô đương nhiên so với y học thì tài võ nghệ của anh còn đỉnh hơn nhưng chưa có chỗ để phát huy nên chưa ai biết điều này cả mẹ em gái con sắp về rồi tôn tinh chờ anh thêm vài năm nữa nhất định anh sẽ bù đắp cho em xứng đáng tống thế kim nhất định tao sẽ khiến mày sống không bằng chết ngô bình âm thầm tính toán ánh mắt lúc ấm áp lúc dữ tợn chương 2, anh hùng cứu mỹ nhân chiếc xe dừng trước bến xe ngô bình đi tới ngân hàng để rút tiền trước Ngoài 200.000 của Lý Thịnh Quốc gia thì còn có phí cảm ơn của những người mà anh từng chữa bệnh giúp, thành ra cũng được một khoản kha khá. Mua vé xe xong, anh kiếm một chỗ ngồi nghỉ chờ xe chạy. Anh đang tu luyện võ thuật thiên địa huyền hoàng quyết, công pháp này chia thành bốn cảnh giới thiên địa huyền hoàng. Trong đó, cảnh giới hoàng lại được chia thành luyện khí, luyện thần và trúc cơ. Bây giờ, anh đang ở giai đoạn luyện khí. Chẳng mấy chốc, chân khí đã truyền đến các kinh mạch, khiến Ngô Bình thấy rất dễ chịu, anh hoàn toàn thả lỏng, không suy nghĩ gì hết. Đột nhiên, anh ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng nên mở mắt ra. Không biết đã có một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh từ lúc nào, cô ấy đang đeo tai nghe điện thoại, gương mặt xinh đẹp với chiếc mũi cao, khoảng 20 tuổi, đã thế vóc dáng còn thuộc hàng thượng thừa, nhìn tổng thể hệt như tiên nữ dáng trần. Nhất là đôi chân dài thẳng tắp, trắng nuột nà, đây là đôi chân đẹp nhất mà Ngô Bình từng nhìn thấy từ trước đến nay. Thậm chí, anh còn nghĩ riêng đôi chân này thôi cũng đủ khiến mình sôi trào nhiệt huyết rồi. Cô ấy đang đi một đôi giày trắng, đến mắt cá chân cũng đẹp hết chỗ chê. Cô gái sở hữu đôi chân dài này phải cao ít nhất là 1m70, cô ấy mặc quần sóc bò kết hợp với áo crop top màu trắng, để lộ ra cái rốn và cơ bụng phẳng lì. Ngực cô ấy rất to, mỗi khi xe đi vào đoạn đường sóc, hai bầu ngực còn rung lên, Ngô Bình mới liếc nhìn một cái là đã thấy mồm miệng khô khốc. Ở trong tù 2 năm nên Ngô Bình chưa được động vào phụ nữ, bây giờ lại có một cô gái có sức cuốn hút khủng khiếp thế này xuất hiện thì sao anh chịu cho nổi. Ngô Bình tập trung tinh thần, khởi động đôi mắt nhìn xuyên thấu. Thoáng cái, quần áo trên người cô gái đã biến mất, một thân hình hoàn hảo lộ lộ ra trước mắt anh. Anh vội vàng nhìn sang hướng khác, sợ mình kích thích quá đến mức trào máu mũi mất. Nhưng vừa quay đi, anh đã không nhịn được mà muốn ngoái lại nhìn. Đúng lúc này, cô gái chợt khoác tay anh rồi dịu dàng nói, chồng ơi, vợ khát quá, chồng có nước ở đấy không? Ngô Bình ngẩn ra, cái gì? Chồng ư, nhưng ngay sau đó, anh như ý thức ra điều gì đó nên vội nhìn xung quanh. Bấy giờ, anh mới phát hiện có bốn người thanh niên đứng vây quanh cô gái, ai nấy đều có vẻ càn rỡ, đôi mắt thì nhìn chồng chọc vào người cô ấy. Anh lập tức phản ứng lại ngay rồi mỉm cười, lấy một chai nước khoáng ra đưa cho cô ấy, đây. Bốn người thanh niên kia lập tức có vẻ thất vọng, họ đã đi theo cô gái này cả đoạn đường, sao không biết chồng cô ấy có đi theo nhỉ? Người đàn ông đứng đầu không từ bỏ, hắn híp mắt rồi sấn tới cạnh Ngô Bình, hỏi: "Này anh bạn, bạn gái cậu xinh thật đấy, cô ấy tên là gì thế?" Ngô Bình liếc nhìn người đó rồi đáp: "Chuyện này thì liên quan gì đến anh?" Tên đó cười lạnh nói: "Tôi khuyên cậu bớt lo chuyện bao đồng rồi nhanh xuống ở trạm kế đi, không thì ngô bình nhếch miệng cười lạnh rồi nói được tôi cũng sắp xuống rồi cô gái có vẻ thất vọng đúng là không thể tin đàn ông được mấy người đàn ông này đều nở một nụ cười đắc ý chỉ cần ngô bình xuống xe thì sẽ có chuyện hay ngay họ đã mang sẵn thuốc trên người chắc chắn có thể bắt cô gái này xuống xe rồi thay phiên nhau chơi đùa cô ấy một lát sau tài xế đã hô lên tới thôn tiểu thạch rồi đấy có ai xuống xe không nơi này cách nhà ngô bình không xa anh lập tức nói có ạ. À? Tài xế dừng xe ở trạm tại một ngã ba vắng vẻ. Ngô Bình đột nhiên kéo tay cô gái rồi cười nói, "Vợ ơi, đến nơi rồi, mình xuống xe đi." Cô gái ngẩn ra rồi đi theo Ngô Bình xuống xe, bốn người thanh niên kia cũng bất ngờ rồi nghiến răng xuống theo. Cửa xe đóng lại, chiếc xe lại lao vụt đi. "Mẹ kiếp, tao đã bảo mày đừng có lo chuyện bao đồng cơ mà, mày ngứa đòn phải không?" người thanh niên cầm đầu hừ lạnh một tiếng rồi rút một con dao ở thắt lưng ra sau đó hung hắn lao về phía ngô bình ngô bình mỉm cười liếc nhìn con dao rồi nói các người khôn hồn thì biến đi chứ tôi mà đánh là vào viện hết đấy người thanh niên đó ngẩn ra rồi bật cười ha hả tiên sư cái thằng này mạnh miệng quá nhỉ chưa biết nắm đấm của ai mạnh hơn đâu suốt lời cả bốn người đều lao lên ngô bình không hề lùi lại anh nhanh chóng lao tới không chờ những người kia phản ứng lại hai trong số đó đã bị đánh bay, hai tên còn lại thì dẫm gãy xương chân và xương sườn. Bọn chúng la hét thảm thương, nằm bò dưới đất mà vã mồ hôi lạnh. Ngô Bình phủi tay rồi nói, tự gọi xe cứu thương đi. À, tôi đã hạ ám thủ trong người các người rồi. Trong vòng ba năm, cơ thể của mấy người sẽ thường xuyên đau đớn, mong là mấy người chịu được. Dứt lời, anh ngoái lại cười với cô gái rồi hỏi, người đẹp, cô đi đâu? Bấy giờ, cô gái mới hoàn hồn và vội nói cảm ơn anh ngô bình đừng khách sáo cô ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi anh đang định đi đâu có thể dẫn tôi đi cùng được không ngô bình tỏ vẻ ngạc nhiên dẫn cô ấy đi theo ư không chờ anh từ chối cô gái đã nói tiếp ngay anh đẹp trai giờ người ta đang sợ muốn chết không dám về nhà một mình đâu ngô bình nghĩ cũng thấy đúng vừa trải qua việc như vậy chắc cô gái nào cũng sẽ thấy sợ hãi thôi anh gật đầu nói, "Được, cô về huyện với tôi đã nhé rồi muốn đi đâu thì đi." Cô gái ra sức gật đầu, "Tôi là Đường Tử Di, anh tên là gì?" "Ngô Bình," anh đáp, "Đi thêm một cây em nữa là tới đường Hoàn Lộ, tới lúc đó lại bắt xe tiếp." Đường Tử Di gật đầu rồi đi sóng vai với Ngô Bình. Họ chỉ mất 10 phút là đi hết quãng đường một cây em, sau đó cả hai đã bắt taxi rồi đi về phía nội thành. Nhà Ngô Bình ở ngoại ô huyện Minh Dương. Chẳng mấy chốc chiếc taxi đã đi đến một đầu hẻm, đi thêm vài chục mét nữa là tới nhà của Ngô Bình. Ngô Bình bảo tài xế dừng lại, anh nhìn thấy có một đám người bặm trợn đứng trước cửa nhà mình. Họ đang dùng xà beng đào cổng nhà anh, có người đang cưa cái cây cổ thụ trước cửa nhà anh. Cái cây này đã hơn 100 tuổi, hồi nhỏ anh thường ngồi dưới gốc cây hóng mát và nô đùa nên rất có tình cảm với nó. Mẹ anh Trương Lệ đang đứng khóc một cách bất lực ở cạnh cổng, mặt bà có vết bầm, mũi thì chảy máu, đầu tóc rối bời đây là nhà tôi, các người không được đào sới như vậy, hu hu, trương lệ không cần biết gì hết, cứ thế lao ra bấu vào tay của người thanh niên cầm đầu. Tên đó hất tay một cái rồi quát, biến, sau đó còn nhấc chân đạp bà ngã xuống đất. Cú đạp ấy rất mạnh, trương lệ đau đớn ngồi đó mà thở không ra hơi. Dừng tay, trông thấy cảnh đó, mắt ngô bình như muốn rách ra, anh gào lên khiến mặt đất rung chuyển, sau đó lao về phía nhà mình như mũi tên bắn chương 3, ra tay trừng trị kẻ xấu. Mẹ, Ngô Bình hét lên rồi đỡ Trương Lệ dậy. Trương Lệ chưa tới 50 nhưng tóc đã bạc trắng như người 60 tuổi. Hai năm qua, một mình bà phải gánh vác hết mọi chuyện trong nhà, vì quá vất vả nên mới lão hóa nhanh. Tiểu Bình, trông thấy Ngô Bình, bà ôm anh vào lòng rồi hòa khóc. Ngô Bình lau nước mắt rồi hỏi, mẹ, con được ra tù rồi, sau này sẽ không có ai bắt nạt được nhà mình nữa. Xuất lời anh buông trương lệ ra rồi đi về phía người đang đào tường nhà mình anh cũng biết người đã đạp trương lệ gã tên là mãn tòng hổ con trai thứ hai của trưởng thôn mãn đại thành bỏ học giữa trường rồi lăn lộn ngoài xã hội gã là một tên lưu manh thứ thiệt hồi nhỏ ngô bình cũng từng bị gã bắt nạt rất nhiều các người định chặt cây nhà tôi đấy à còn định đào tường nhà tôi nữa ngô bình lạnh giọng hỏi mãn tòng hổ nhìn thấy ngô bình thì thầm thấy hơi sợ dẫu sao ngô bình cũng mới ra tù không nên chọc vào nhưng gã cũng đâu phải người hiền lành gã liếc mắt nói ngô bình cây nhà cậu ảnh hưởng đến hình tượng của thôn mình nên phải chặt còn nữa căn trái này của nhà cậu chưa được cấp phép xây dựng theo luật pháp thì chúng tôi phải phá bỏ sau đó gã lạnh mặt cất giọng uy hiếp tôi biết cậu mới ra tù nhưng tôi cảnh cáo cậu nếu cậu dám làm gì tôi thì tôi lại tống cậu vào tù đấy Ngô Bình cố kiềm chế cơn tức giận rồi cười nói, giờ tôi là công dân tốt rồi nên sẽ dốc toàn lực để ủng hộ công việc của thôn làng. Nhưng tôi phải nhắc anh một chuyện, cái cây này của nhà tôi có ma đấy, tôi khuyên anh đừng động vào nó. Mãn tòng hổ nghệt mặt ra rồi bật cười nói có ma. Cậu lừa trẻ con à, tôi cứ động đấy, dứt lời, gã lại chặt thêm một nhát nữa. Đúng lúc này, Ngô Bình lén bắn một cái kim châm cứu vào một huyệt đạo nào đó của gã, chiếc kim châm cứu rất nhỏ nên mãn tòng hổ không hề nhận ra. Ngay sau đó, toàn thân gã chợt lên cơn co giật, miệng sùi bọt mép, cắn cắn cầm cập vào lưỡi làm máu tươi chảy ra. Những người khác sợ mất mật, vội vàng bỏ hết đồ trong tay xuống rồi ấn vào huyệt nhân chung của mãn tòng hổ, nhưng tiếc là không có tác dụng. Mãn tòng hổ càng co giật nhiều hơn, mắt gã trợn lên trông rất đáng sợ. Ngô Bình lại len lén bắn ra thêm mấy cái kim châm cứu nữa, những người khác cũng lần lượt ngã vật ra đất co giật và cắn răng cầm cập như mãn tòng hổ ngô bình lập tức nói ma trên cây đang trừng phạt đấy mau đưa đến viện đi không chết cả lũ bây giờ ngay sau đó họ hàng nhà họ mãn đã tới rồi cuống cuồng khiêng mãn tòng hổ lên xe sau đó tức tốc phóng đến bệnh viện huyện trương lệ cũng há hốc miệng không lẽ cây nhà mình có ma thật sao ngô bình nhìn vết thương trên mặt mẹ mình rồi căm giận nói mẹ Chúng nó dám đánh mẹ, con sẽ không tha cho một đứa nào hết." Trương Lệ lắc đầu rồi liên tục nói mẹ không sao, con trai bà mới ra tù, bà thật sự không muốn anh lại gây thêm chuyện gì nữa. "Ngô Bình, tại sao Trương Lệ lại phá nhà mình vậy mẹ?" Trương Lệ thở dài nói, trước đó họ bảo là phá nhà cũng để xây mới rồi bảo nhà mình chưa được cấp phép xây dựng nên bắt buộc phải đập đi để xây lại. Nhưng họ đòi nhà mình những 500.000 để con trai của trưởng thôn xây mới lại nhà mình lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ, hơn nữa xây nhà cũng không cần đến ngần ấy tiền, rõ ràng là họ bắt nạt người khác. Mẹ không đồng ý nên từ tháng trước, họ đã định phá nhà mình rồi, ông bà ngoại con đến ngăn cản thì bị họ đánh cho nhập viện luôn, mãi mấy hôm trước mới được ra viện đấy. Ngô Bình tức đến mức run rẩy, thù mới hận cũ dồn đến một lúc, mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo rồi mắng nhiếc, lũ khốn nạn. Ngày xưa, khi bố anh bị tai nạn qua đời, trưởng thôn còn phối hợp với nhà của Tống Thế Kim để chèn ép nhà anh. Hơn nữa, ông ta còn tham lam và phạm pháp, ỷ nhà mình đông anh em nên rất hống hách, coi trời bằng vung, ai gặp cũng phải sợ. Lúc này, đường tử di cũng bước tới rồi mỉm cười nói, cháu chào bác ạ, à, cháu là đường tử di, là bạn của Ngô Bình. Trương Lệ lập tức chuyển tầm nhìn sang đường tử di rồi mừng thầm, cô gái này xinh quá. Tiểu Bình, bạn gái con đây à, mau giới thiệu cho mẹ đi. Ngô Bình biết mẹ mình hiểu lầm nên vội giải thích, mẹ ơi, đây là bạn con, chứ không phải người yêu đâu. Trương Lệ có vẻ hơi thất vọng rồi lẩm bẩm, sinh thế này mà không phải bạn gái thì tiếc quá. Sau đó, bà lại mỉm cười hỏi, cháu gái, cháu có bạn trai chưa? Ngô Bình bó tay, đành nói, mẹ, chúng ta vào nhà đã. Sau khi bọn họ vào nhà, Ngô Bình thấy trong sân bầy kín các chậu hoa, đang đúng mùa hoa nở nên thơm ngào ngạt, Từng ngóc ngách trong nhà đều được quét dọn sạch sẽ, tất cả đều là công của Trương Lệ. Sau khi chuyện trò vài câu với Đường Tử Di, Trương Lệ vội vàng đi nấu cơm. Nên chỉ còn Ngô Bình và Đường Tử Di ở trong nhà. Cô ấy nhìn Ngô Bình rồi chợt hỏi, "Tôi nhìn ra anh là cao thủ võ lâm rồi đấy nhé." Ngô Bình ngạc nhiên nói, "Cái gì? Tôi là cao thủ á?" Đường Tử Di gật đầu, "Trước đó, anh xử lý đám lưu manh ở trạm xe còn thuần thục hơn cả vệ sĩ của ông tôi." rồi còn chuyện ban nãy nữa, chắc không phải do con ma trên cây đâu, mà là anh đã dở trò gì đó, có đúng không? Ngô Bình ngạc nhiên nhìn đường tử di, khả năng quan sát của cô ấy rất tốt, cô có thể nhận ra những điều đó chứng tỏ cũng không phải người đơn giản, nói đi, cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại đi theo tôi? Đường tử di thở dài một hơi rồi nói, tôi là một người phiền phức, cực phiền luôn. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, cô nói vậy là sao? Tôi không hiểu, Đường tử di, hôm nay là ngày cưới của tôi đấy, nhưng chú rể không phải người tôi thích, vì thế tôi đã trốn đi. Ngô Bình xứng người rồi nói, hóa ra cô là cô dâu bỏ trốn à. Đường tử di, gia tộc nhà tôi cũng có chút thực lực, nếu họ biết tôi đang ở nhà anh thì chắc sẽ gây rắc rối cho anh đấy. Ngô Bình nhìn cô ấy, ý của cô là, tạm thời cô muốn ở lại đây hả? Đường tử di chấp đôi mắt đáng thương nhìn Ngô Bình, tôi biết anh là người tốt, vì anh cho tôi cảm giác an toàn, Ngô Bình nhíu mày, đúng là cô gái này phiền phức thật. Sau đó, anh chợt nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi mẹ mình, "Mẹ ơi, Tiểu Mi đâu rồi ạ?" À? Tiểu Mi là em gái của Ngô Bình, tên đầy đủ là Ngô Mi, năm nay mới 16 tuổi, đang học lớp 11, cô bé vừa xinh đẹp vừa thông minh, hơn nữa còn rất chăm chỉ học hành. Thấy Ngô Bình hỏi vậy, Trương Lệ nói, "Tiểu Mi đi chơi với bạn rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy." Ngô Bình rất muốn gặp lại em gái nên bèn gọi điện thoại cho cô bé. Nhưng mãi lâu sau cũng không có ai nghe, anh chợt thấy hơi lo lắng nên ấn nút gọi lại, xong vài ba lần như vậy cũng không có ai nghe máy. Ngô Bình bỗng thấy bất an, không lẽ có chuyện gì rồi. Anh vội vàng hỏi Trương Lệ, "Mẹ, Tiểu Nghi có mang điện thoại đi không?" Trương Lệ có, "Sao thế con? Không gọi được à?" Ngô Bình sợ mẹ lo lắng nên nói, "Không, để con gọi lại xem sao." Ngô Bình có một dự cảm không lành, vì Tiểu nghi đã cài riêng chuông điện thoại cho anh, nếu nghe thấy tiếng chuông ấy, chắc chắn cô bé sẽ nghe máy. Nhưng anh đã gọi cả mấy cuộc mà vẫn không có ai nghe, một là máy để chế độ dung, hai là cô bé không thể nghe máy được. Phân vân một lát, Ngô Bình gọi vào một số khác. chương 4, Ngũ Độc Ám Thủ Ngô Bình gọi cho một người mà anh lưu tên trong điện thoại là Lý Khoa, đây cũng là người mà từng chữa bệnh cho khi ở trong tù. Sau khi được Ngô Bình chữa khỏi bệnh, người đó rất cảm kích và nói cho Ngô Bình biết mình làm ở cục tình báo, sau này nếu anh muốn tìm người hay thông tin gì thì cứ gọi cho anh ta. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Ngô Bình nhanh gọn kể lại mọi việc và cung cấp thông tin về Ngô Mi cho người kia. Sau khi Ngô Bình ngắt máy, Đường Tử Di quan tâm hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Bình lắc đầu rồi lo lắng đáp, tôi cũng không rõ, nhưng mong là tôi nghĩ nhầm. Chưa tới 10 phút sau, Ngô Bình đã nhận được một tin nhắn định vị, đó là vị trí hiện tại từ chiếc điện thoại của Ngô Mi. Nó đang ở trên con đường ở thôn Lân. Ngô Mi không có bạn bè ở thôn đó, sao cô bé lại đến đấy nhỉ? Ngô Bình không kịp suy nghĩ nhiều mà chạy ra khỏi nhà ngay, vừa chạy vừa gọi lại vào số của Ngô Mi, nhưng vẫn không ai nghe máy. Lúc này, tại một ngôi nhà cũ ở thôn Lân, Ngô Mi hôn mê nằm trên giường, có hai người thanh niên đang nhìn chồng chồng vào cơ thể của cô bé. Một người trong số đó đã khoảng 34, 35 tuổi, đầu chọc lóc, làn da đen nhẻm, béo ục ịch, trên cánh tay còn có hình xăm đầu rồng. Gã nuốt nước miếng rồi cười nham nhở nói, em gái này trông ngọt nước thật đấy, còn mới dậy thì nữa chứ. Một tên khác gầy gò mặc áo sơ mi ca dô đen trắng cũng nói, anh, nghe cậu Tống bảo, hình như anh của con bé này mới ra tù đấy. Tên chọc đầu xoa đầu rồi cười nói, thằng đó bị cậu Tống Tống vào tù mà cậu ấy sợ nó trả thù nên lại định cho nó đi tù tiếp. Tên mặc áo ca dô hỏi, làm kiểu gì ạ? À? Tên chọc đầu đáp, cậu Tống bảo, dùng con bé này để uy hiếp thằng ấy, bắt nó làm chuyện phạm pháp. He he, cậu Tống có tiền mà, thiếu gì cách cho thằng nghèo hèn ấy đi tù đâu. Người thanh niên mặc áo ca dô cười nói, anh, thế mình chén con bé này được không? Tên chọc bật cười rồi chậm rãi đi tới cạnh ngô mi rồi giơ tay cởi cúc áo của cô bé. Vì hai thôn cách nhau không xa nên loáng cái, Ngô Bình đã chạy đến nơi. Anh vừa tìm vị trí theo định vị của điện thoại, vừa chạy. Sau khi chạy hơn 100 mét trên đường lớn, anh chợt dừng lại, vì điện thoại thông báo đây là vị trí hiện tại của Ngô Mi. Ngô Bình phát hiện phía bên trái có hai cánh cửa gỗ đã chóc sơn của một ngôi nhà cũ kỹ. Bụp bụp, Ngô Bình lập tức ra sức đạp cửa, đồng thời hét lên, mở cửa ra. Nhưng không có ai đáp lại, vì vậy anh lại nhấc chân lên đạp vào cửa cảnh cửa mục nát lập tức vỡ tan rồi bay ra xa cả mấy mét cửa vừa mở anh đã nhìn thấy ba gian nhà ngói cố kỹ sân sướng rất bừa bộn cây cỏ mọc um tùm đầu đầu cũng là những món đồ đã cũ tiếng động lớn đó đã làm kinh động tới tên đầu chọc trong phòng gã nhíu mày rồi vội lao ra ngoài làm gì thế hả gã cầm con dao với ánh mắt dữ tợn rồi gọi với về phía Ngô Bình Ngô Bình không để ý đến gã anh khởi động con mắt xuyên thấu nhìn quanh nơi này một lượt thì thấy có một cô gái đang nằm trong ngôi nhà ở phía bên trái. Áo ngoài của cô bé đã bị cởi ra một nửa, đó chính là ngô Mi. Lúc này, còn một người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi đang đứng cạnh cô bé và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt, lũ khốn kiếp này. Ngô Bình nổi giận và bừng sát ý, hơn một năm qua, anh luôn cứu người, nhưng hôm nay, anh lại muốn giết người rồi nhưng vì từng phải ngồi tù nên anh biết không thể giết người tùy tiện được. Anh gào lên rồi điểm một ngón tay thật nhanh, tên đầu chọc chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy ngực và bụng mình tê dần, sau đó toàn thân gã như mất hết sức lực, con dao trong tay cũng rơi xuống đất. Ngô Bình lập tức lao vào phòng, người thanh niên mặc áo ca rô còn chưa kịp ngoái lại nhìn thì đã bị anh điểm chỉ, sau đó toàn thân mềm nhún, không thể cử động. Ngô Mi vẫn đang nằm hôn mê trên giường, chắc cô đã bị người ta hạ thuốc. Thấy áo quần của em gái mình vẫn chưa bị lột ra, Ngô Bình thở phào vì cô bé chưa bị xâm hại. Anh khẽ ấn vào ấn đường của Ngô Mi rồi truyền chân khí vào. Một lát sau, Ngô Mi đã mở mắt ra. Khi nhìn thấy Ngô Bình, cô bé mừng rỡ hô lên, "Anh." Sau đó, cô bé ôm chầm lấy Ngô Bình rồi khóc. Quá trình bị người ta bắt cóc khiến Ngô Mi vô cùng sợ hãi và run rẩy. Ngô Bình vỗ lưng em gái mình rồi an ủi, "Đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây rồi." Anh ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào tên mặc áo ca rô rồi hỏi, "Tại sao chúng mày lại bắt cóc em gái tao?" Tên đó bị ánh mắt lạnh lùng của Ngô Bình dọa cho sợ chết khiếp nên run rẩy khai ra ngay, "Là Tống Thế Kim thuê chúng tôi làm." Ngô Bình híp mắt lại, hóa ra là Tống Thế Kim. Tên khốn kiếp đã lái xe tông chết bố anh. Tại sao nó lại làm thế? Người thanh niên đáp, "Cậu ấy muốn dùng em gái anh để ép anh làm chuyện phạm pháp, như vậy sẽ lại tống anh vào tù tiếp." Ngô Bình cười lạnh một tiếng, anh đỡ Ngô Mi đi ra ngoài. Hai anh em Ngô Bình đi rồi, hai người kia mới thở vào một hơi, họ đi vào trong nhà rồi căm tức nói, may mà thằng ấy chạy nhanh, không thì tao đã chém nó rồi. Người mặc áo ca rô lau mồ hôi rồi nói, anh đại hổ, vừa nãy nguy hiểm quá, may mà thằng ấy nhát gan nên không dám làm gì bọn mình. Đại hổ lạnh giọng nói, nó dám à, tiếc mỗi con bé ngọt nước kia, chưa sơ múi được gì cả. Nói rồi, gã chợt thấy quần mình nóng lên, vừa cúi đầu nhìn xuống thì không biết mình đã tiểu tiện ra từ lúc nào, chuyện gì thế này. Người thanh niên mặc áo ca rô cũng vậy, dưới chân hắn ta cũng ủng uống nước. Cả hai bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc, sao họ lại tiểu tiện mất kiểm soát thế này. Đã vậy, còn tiểu ra toàn máu nữa. Họ nào biết, trong cơn tức giận, Ngô Bình đã thi triển ngũ độc ám thủ tròn võ thuật với họ. Vừa rồi, chỉ với một vài phát điểm chỉ, anh đã phá hỏng thận, tỳ, gan, phổi và tim của họ. Trong vòng một tháng nữa, tất cả nội tạng của họ đều xuất hiện tình trạng suy kiệt. Dù có được cứu chưa kịp thời thì cũng chỉ cầm cự được một đến 2 tháng trong đau đớn rồi chết. Những ngày tháng cuối đời của họ sẽ kết thúc trong những cơn đau. chương 5, thần châm trị bệnh. Khi hai anh em về đến nhà, tâm trạng của Ngô Mi khá hơn một chút, cô bé mới kể lại mọi chuyện. Hóa ra Ngô Mi đang trên đường đến chỗ bạn học để đi chơi thì đột nhiên bị ai đó bịt miệng từ đằng sau, tiếp theo thì không còn biết gì nữa vừa rồi Ngô Bình mà không đến kịp lúc thì hậu quả đúng là khó lường Trương Lệ vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra với Ngô Mi bà đã làm xong bữa trưa bốn món mặn một món canh tài nghệ bếp núc của bà rất giỏi Đường Tử Di hết lời ngợi khen ăn được nửa bữa Đường Tử Di bắt đầu giả vờ đáng thương lúc thì nói không đủ tiền thuê phòng không có nhà để về lúc lại bảo ngoài kia có nhiều kẻ xấu lắm nghe vậy trong lòng Trương Lệ lập tức trào dâng niềm thương cảm. Bà nói, nhà bác vẫn còn một phòng trống. Tử Di à, sau này cháu cứ ở nhà bác đi, như thế ăn cơm cũng tiện hơn. Ngô Bình vội vàng lên tiếng, thế thì phải trả tiền thuê phòng. Trả tiền thuê gì chứ, Trương Lệ trừng mắt nhìn Ngô Bình, con bé sống ở bên ngoài rất vất vả đấy. Đường Tử Di tỏ ý cảm kích, bác thật là tốt quá. Cô nàng có cái miệng ngọt ngào lại biết lấy lòng người khác lời nói của ngô bình hoàn toàn không có tác dụng anh đành im lặng ăn cơm ăn xong ngô bình lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đặt vào tay trương lệ mẹ à thẻ này có mấy trăm nghìn là tiền con có nhờ đầu cơ cổ phiếu trong tù mẹ cứ giữ nhé trương lệ giật mình trước đây ngô bình đã gửi cho nhà nhiều tiền lắm rồi sao lại đưa thêm mấy trăm nghìn nữa có điều bà vẫn thấy rất vui đầu cơ cổ phiếu có thể kiếm được khấm khá như vậy chứng tỏ con trai bà thông minh vô cùng bà cười đáp ừ mẹ sẽ giữ cho con để sau này còn lấy vợ dứt lời bà còn nhìn sang đường tử di với ánh mắt đầy ẩn ý đường tử di và ngô mi đi rửa bát cả hai đang thầm thì trò chuyện với nhau trương lệ đang lau dọn bàn thì đột nhiên khẽ cao mày lấy tay ôm bụng ngô bình vội vã thốt lên mẹ có sao không ạ mẹ đau ở đâu sao trương lệ xua tay không sao đau dạ dày bệnh cũ thôi ngô bình không yên lòng Ben dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để kiểm tra. Vừa xem thử, anh lập tức kinh ngạc, không ngờ có tế bào ung thư ở môn vị dạ dày của Trương Lệ. Tuy rất sốc nhưng anh không quá sợ hãi, y thuật hiện giờ của anh đủ để chữa trị ung thư dạ dày. Nhưng anh không nói cho Trương Lệ biết chuyện này, chỉ bảo rằng, mẹ à, con có học đôi chút y thuật trong tù, lát nữa sẽ chữa cho mẹ à. Trương Lệ cười đáp, ừ. Chờ Trương Lệ xong việc, Ngô Bình bắt đầu điều trị cho bà anh châm cứu trước sau đó lái xe điện đến nhà thuốc để mua vài gói thuốc về sắc ung thư cần điều trị từ từ ngoài châm cứu ra buộc phải uống thuốc bên cạnh đó anh còn phải dùng chân khí để đả thông kinh mạch cho trương lệ anh dốc hết sức để trị liệu trước mắt một cái đã đến xế chiều vừa cho trương lệ uống thuốc xong thì bên ngoài đột nhiên có tiếng người ồn ào ngô bình vội mở cửa ra xem anh thấy đám người ban sáng lại xuất hiện bọn họ dám tiếp tục phá rỡ tường nhà anh thấy Ngô Bình ló ra xem, đám người ấy còn hung dữ trợn mắt nhìn anh như thể đang muốn nói rằng, cậu ngoan ngoãn một tí đi, không là không xong với chúng tôi đâu. Ngô Bình khoanh tay, lạnh lùng cất lời, tôi đã bảo rồi, cây hòe này rất linh, đó là bảo gia tiên của chúng tôi. Dám dỡ nhà của chúng tôi, cẩn thận kẻo cây hòe tiên này gây rắc rối cho các người đấy. Nghe anh nói vậy, bọn họ đều thấp thỏm trong lòng. Nên biết rằng đám mãn tòng hổ còn đang nằm viện, đến giờ vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường. Nhưng nghĩ tái nghĩ hồi, họ lại cảm thấy Ngô Bình chỉ đang hù dọa thôi. Bảo ra tiên thì bọn họ biết, chứ làm gì có hè tiên kia chứ, rõ ràng là nói vớ vẩn. Thế là đám người nọ phớt lờ Ngô Bình, tiếp tục dỡ tường nhà anh. Một người trong số họ vừa đập búa xuống thì bỗng dưng kêu á lên, toàn thân co giật, còn sùi bọt mép, triệu chứng giống hệt mãn tòng hổ trước đó. Ngô Bình lắc đầu nói, thấy chưa, cây hòe tiên nhà chúng tôi lại thể hiện uy lực rồi, các người còn không mau đưa anh ta đến bệnh viện. Bọn họ vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, vứt luôn dụng cụ, kéo người kia chạy đến bệnh viện. Đến rất nhanh, mà đi còn nhanh hơn. Hàng xóm xung quanh đến hóng chuyện đều hiếu kỳ vô cùng. Không lẽ cây hòe tiên ấy linh nghiệm thật ư? Chẳng bao lâu sau, bỗng có người mang bát hương ra quỳ lại trước cây hòe, miệng còn lẩm bẩm khấn cầu gì đó. Ngô Bình cũng mặc kệ họ, đến tối, anh tiếp tục trị liệu cho mẹ, cho bà uống bát thuốc sắc rồi vào phòng nghỉ ngơi. Đường Tử Di mới sáng sớm đã chạy về phòng, chẳng biết đang làm gì, Ngô Bình cũng lười bận tâm đến đối phương. Ngô Mi đang làm bài tập trong phòng đọc sách, thành tích của Ngô Mi rất tốt, học ở trường trung học số 1 của huyện với đầy ắp nhân tài, mà cô bé vẫn vững vàng ở top 20, giỏi hơn Ngô Bình ngày xưa nhiều. Ngô Bình đến phòng đọc sách, ngồi xuống bên cạnh Ngô Mi xem em gái làm bài. Ngô Mi bĩu môi nói, anh đừng nhìn nữa, em sắp học không vào nữa rồi. Anh khẽ cười bảo, Tiểu Mi này, anh vừa học được một phương pháp xoa bóp có thể giúp em thông minh hơn đấy, có muốn thử không nào? Đôi mắt của Ngô Mi lập tức trợn tròn, thật không anh. Có khi nào anh gạt em chưa? Ngô Bình rũi mười ngón tay ra, thúc giục, nhanh lên nào, để anh thử nghiệm xem. Ấy, anh muốn lấy em ra làm thí nghiệm à? Em không làm đâu nhé, Ngô Mi lập tức nghiêm giọng từ chối. Chí chóe một hồi, rốt cuộc cô bé vẫn ngoan ngoãn phối hợp, để Ngô Bình xoa bóp đầu giúp mình. Ngô Bình không xoa bóp lung tung, phương pháp của anh là dùng chân khí huyền hoàng trong cơ thể để đả thông kinh lạc nhỏ trong đầu Ngô Mi. Phương pháp này phải phối hợp với nhìn thấu vạn vật mới có thể thực hiện, nếu không sẽ dễ gây ra sai sót, dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Anh không hề lừa Ngô Mi, khai thông kinh mạch của não quả thực sẽ khiến người ta thông minh hơn, tư duy cũng nhanh nhạy hơn ngô bình là một người cực kỳ thương em gái nay đã có năng lực phi thường điều anh muốn làm trước nhất là nâng cao thành tích cho cô bé với nền tảng sẵn có của ngô Mi cộng thêm sự giúp sức của anh giành được hạng nhất toàn tỉnh chắc cũng không khó đâu nhỉ mới đầu ngô Mi chỉ nghĩ ngô bình đùa thôi nhưng một lát sau cô bé đã cảm thấy đầu óc minh mẫn vô cùng tinh thần phấn chấn cả người cũng thư thái cực kỳ kỳ diệu quá anh ơi anh học xoa bóp từ ai vậy ạ à? cô bé hỏi bằng giọng kinh ngạc chương 6, đại cao thủ ngô my nghiêm mặt nói em phải giữ bí mật chuyện này không được nói với bất kỳ ai đấy nhé ngô Mi đáp anh yên tâm em sẽ không nói với ai đâu nửa giờ sau ngô bình xoa bóp xong bèn hỏi cô bé có muốn thử xem hiệu quả thế nào không thử hiệu quả ấy ạ à, ngô my ngẫm nghĩ đoạn lấy một quyển tài liệu ngoại khóa tiếng anh dở ra và học thuộc lòng một trang người bình thường phải mất nửa ngày mới học thuộc được một trang sách tiếng anh như ngô mi của trước đó cũng mất hơn một giờ đồng hồ. Nhưng lần này, cô bé chỉ mới đọc qua hai lần đã thuộc được gần hết, xem xong lần thứ ba thì đã thuộc lầu lầu. Ngô mi kinh ngạc, tuyệt quá vậy. Cô bé lại dở một quyển đề thi vật lý ra. Không ngờ bây giờ ngô mi lại đọc hiểu hết những bài siêu khó từng khiến cô bé phát điên trước đây, còn giải được hầu hết bài tập nữa. Ngô mi sốc lắm, phương pháp xoa bóp này kỳ diệu quá đi chứ cô bé không hề nhận ra Ngô Bình đang nhễ nhại mồ hôi, vẻ mặt rất mệt mỏi. Ngô Nghi vỗ vỗ đầu cô bé, học ngoan nhé, ngày mai anh lại xoa bóp cho em, giúp em trở thành người thông minh nhất trên đời. Trở về phòng mình, Ngô Bình bắt đầu vận chân khí, hồi phục thể lực. Đến khoảng một giờ sáng, anh đột nhiên mở tròn mắt, đẩy cửa bước ra sân, nhẹ nhàng tung người nhảy ra khỏi bức tường và khẽ khàng đáp xuống đất. Rồi bóng người vút qua, anh biến thành một cái bóng, phụt chạy về phía công viên Thanh Sơn như một tia chớp. Phong cảnh của huyện Minh Dương rất đẹp, công viên Thanh Sơn nằm ở phía đông của huyện, diện tích hơn 1.000 mẫu, là một trong những địa điểm vui chơi ngoài trời yêu thích của người dân. Hơn 1 giờ sáng, ở công viên không một bóng người. Ngô Bình xuất hiện ở lưng núi sâu trong công viên. Ở đây, anh bắt đầu tu luyện ngũ long thánh quyền một bộ quyền pháp thuộc thiên địa huyền Hoàng Quyết. Luyện ngũ long thánh quyền gây ra tiếng động quá lớn, anh phải tìm một nơi hoang vắng để luyện tập, nếu không chắc chắn sẽ đánh thức hàng xóm. Ngũ Long Thánh Quyền, giống như tên gọi, cốt lõi của nó là năm con rồng trong cơ thể. Xương sống là một con rồng lớn, tứ chi là bốn con rồng nhỏ, khi luyện thành năm con rồng, sẽ bước vào cảnh giới thánh minh. Anh đã luyện Ngũ Long Thánh Quyền được hơn một năm, con rồng lớn đầu tiên tức là xương sống đã luyện thành, vậy nên lúc anh xoay người cũng uyển chuyển như rồng chăn lật mình vậy, sức mạnh vô biên, biến hóa khôn lường. Hiện giờ, anh đang tu luyện hai con rồng nhỏ hai cánh tay. Một khi luyện thành, chúng sẽ có thể tự do co duỗi, sử dụng quyền pháp như thần. Sau hơn nửa năm, hai cánh tay của anh đã luyện được kha khá rồi, chỉ còn cách ngưỡng cửa cuối cùng một bước chân thôi. Trong đêm tối, anh giống hệt loài rồng, lướt sang trái rồi qua phải, hai cánh tay tựa như hai con rồng nhỏ, như roi, như búa, như kiếm, như gậy, cộng thêm sự biến hóa của nắm đấm, biến ảo khó lường một lần tu luyện mất hơn 3 giờ đồng hồ, đến khi trời tờ mở sáng mới dừng lại. Bây giờ, chân khí toàn thân anh đang bốc lên, các kinh mạch đều thông, một làn khói bốc thẳng lên từ đỉnh đầu. Anh hóp ngực gồ lưng lên, chậm rãi thu hồi công lực. Vào lúc này, một già một trẻ đang chậm rãi bước xuống núi. Ông lão mặc bộ đồ luyện công màu trắng bạc, chân đi dày vải, không có dâu, có lẽ hơn 60 tuổi, tinh thần khỏe khoắn. Bên cạnh ông lão ấy là một cô gái chừng 19, 20 tuổi, vóc người thon gầy, gương mặt thanh tú, đôi chân rất dài, mặc một bộ đồ luyện công màu tím. Thấy phía trước có người, họ bèn quay bước đi về phía đỉnh nghỉ mát ở bên trái. Nơi đó rộng rãi, thích hợp để luyện khí công. Ngô Bình liếc nhìn một cái rồi thôi, tiếp tục đứng im thu hồi công lực. Sau khi luyện công, khí huyết sôi trào, chân khí bốc lên, là một thời cơ tốt để luyện tinh hóa khí, anh không thể lãng phí nửa giờ sau, lại có thêm vài người lớn tuổi lên núi. Ngô Bình đã luyện công xong, chuẩn bị về nhà. Anh vừa bước xuống vài bậc thang, khóe mắt liếc thấy cô gái áo tím kia đang luyện một bộ trưởng pháp vô cùng mềm mại. Lòng bàn tay của đối phương như bạch ngọc, xinh xắn thanh tú, khiến anh vừa nhìn đã muốn chạm vào. Anh dừng bước lại, nghiêm túc nhìn thêm một lúc, dùng đôi mắt y đạo của anh để phán đoán, anh phát hiện cách luyện công của đối phương cực kỳ không ổn năng lượng âm vừa tổn thương người khác vừa làm tổn thương chính mình, tội gì phải thế, anh lắc đầu, thấy mình không nên can dự vào chuyện của người ta, bèn tiếp tục cất bước xuống núi. Ông lão kia rất thính, lại nghe được tiếng lẩm bẩm của Ngô Bình. Lòng thoáng sao động, ông lão bèn ngoái đầu gọi với theo anh, cậu bạn à, xin dừng bước. Vậy nên Ngô Bình đã đứng im tại chỗ, nếu đối phương đã nghe thấy, thế thì tùy duyên chỉ điểm họ vài câu. Ông lão nọ kéo tay cô gái bước tiến lại gần anh, cười hỏi, vừa rồi nghe cậu nói rằng năng lượng âm tổn thương người khác vừa làm tổn thương chính mình. Tôi không hiểu lắm, mong cậu nói rõ hơn. Ngô Bình gật đầu, thật ra cũng không có gì, cô gái này đang tu luyện năng lượng âm mềm dẻo, nhưng cô ấy luyện công không đúng phương pháp, dễ dẫn đến tổn thương phổi, về lâu về dài sẽ dễ chết trẻ. Cô gái nọ vừa nghe xong đã nổi trận lôi đình, anh nói bậy bạ gì đấy? Gì mà tổn thương phổi với trả chết trẻ, tôi đây đang sống rất khỏe mạnh nhé thấy đối phương hung hăng như thế, Ngô Bình chỉ lãnh đạm nói, "Được rồi, xem như tôi chưa nói vậy." Dứt lời, anh đi thẳng xuống núi. Ông lão vốn muốn ngăn anh lại, nhưng nghĩ một hồi lại lắc đầu từ bỏ. Cô gái kia tức giận nói, "Ông nội à, nhiều người không biết mà hay tỏ vẻ ta đây lắm ạ." Ông lão cười đáp, "Tiểu Nghiên à, sau này đừng nói chuyện thẳng thắn như vậy, sẽ dễ gây thù chuốc oán lắm." Cô nàng chỉ hừ một tiếng, với hạng người ăn nói vớ vẩn như thế, cháu có đắc tội cũng mặc kệ. Ông lão chỉ lắc đầu, vừa định quay về đình nghỉ mát thì bỗng dưng biến sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Cô gái nọ tò mò hỏi, ông ơi, ông làm sao thế ạ? À? Chán lấm tấm mồ hôi lạnh, ông lão lẩm bẩm, cao thủ, chắc chắn là cao thủ. Bây giờ, cô gái mới phát hiện trên bậc thang bằng đá này có một hàng dấu chân bước xuống, bên trong dấu chân vô cùng sạch sẽ, không có bụi cũng chẳng động xương bên ngoài dấu chân lại phủ một lớp bụi trên bề mặt có một lớp xương động lại ông lão hướng mắt nhìn theo dấu chân hướng xuống kinh ngạc hô lên là cậu ấy ông nội ơi cao thủ gì thế ạ à? cô gái ngạc nhiên hỏi ông lão ấy thở dài một hơi rồi đáp chính là cậu trai vừa nãy chắc chắn cậu ấy là cao thủ cảnh giới khí cậu ấy có chân khí hộ thân một sợi lông vũ cũng không bám được rồi nhặng không thể chạm đến ngay cả bụi ở mặt đất dưới chân cũng bị đẩy lùi và trở nên vô cùng sạch sẽ đó là lý do tạo thành dấu chân như thế cô gái hoảng hốt không ngờ đó lại là cao thủ cảnh giới khí cảnh giới khí chỉ người những người đã tu luyện chân khí trong cơ thể những người như vậy ở trong thành phố chỉ có mấy người nếu không phải là anh hùng một phương thì là cao nhân ẩn giật sao có thể xuất hiện ở đây kia chứ tiểu nghiên bỗng dưng nhớ ra người đó nói rằng cô nàng sẽ chết trẻ lẽ nào là thật ư chương 7, đụng độ kẻ thù. Ông cụ kia nói, tiểu nghiên, vị cao thủ này có lẽ ngày mai sẽ còn xuất hiện, chúng ta đến sớm đợi cậu ấy. Cô gái trẻ nghĩ tới việc ban nãy Ngô Bình đã nói hai chữ chết yểu nên vội vã gật đầu đáp vâng. Trên đường trở về nhà, Ngô Bình mua một ít há cảo gạch cua của cửa hiệu lâu đời nổi tiếng mang về nhà. Mũi của đường tử di rất thính, lập tức lao ra phòng khách, mừng rỡ reo lên, há cảo gạch cua, món tôi thích ăn nhất. Ngô Mi cũng đi ra khỏi phòng ngủ, nói anh, hôm nay em phải đi học. Anh đưa em đi nhé. Ngô Bình gật đầu, được, lát anh chở em đi. Sau khi ăn xong, Ngô Bình dắt xe đạp ra. Chiếc xe đạp này là phương tiện đi lại của anh từ hồi cấp 3, bánh sau của nó lúc này đã xì hết hơi. Anh lấy rẻ lau qua chiếc xe, bơm hơi cho bánh sau, sau đó chở Ngô Mi đi học. Ôm chặt vào, Ngô Bình nói, Chiếc xe như mũi tên rời cung lao vun vút trên đường khiến Ngô Mi sợ hãi la lên. "Anh, đi chậm thôi." Nhưng Ngô Bình không hề đi chậm lại, đôi mắt của anh có thể quan sát được một con kiến nhỏ cách xa vài cây số, cũng có thể nhìn rõ mọi chướng ngại vật trong vòng mấy chục mét. Khả năng quan sát của anh khiến người khác phải kinh ngạc, cho nên dù có đi nhanh hơn thì cũng chẳng có gì đáng lo. Ngô Mi ban đầu sợ hãi nhưng chỉ một lúc sau là quen. Sau đó cô bé nhận ra rằng vô số chiếc ô tô xe máy đã bị anh trai cô bỏ lại phía sau đi thêm một đoạn nữa ngô bình đột nhiên nhìn chằm chằm về phía bên trái đằng trước ở đó có một chiếc xe màu tím nhạt biển số xe đó in sâu trong trí nhớ của anh bởi lẽ đó chính là chiếc xe đã tông chết bố anh qua cửa xe anh nhìn thấy một người thanh niên trong xe đang gật gù gì đó vẻ rất đắc ý nhạc thì mở rất to người thanh niên đó ánh mắt đờ đẫn trên mũi còn dính một thứ bột màu trắng rất rõ ràng hắn ta vừa hít ma túy tống thế kim trong mắt ngô bình hẳn lên sự thù hận kẻ ngồi trong xe chính là hung thủ đâm chết bố anh gã là con nhà giàu tên tống thế kim nghĩ đến việc tống thế kim đâm chết bố mình không lâu trước còn bắt cóc ngô mi để đối phó với anh ngô bình lửa giận bừng bừng anh đi thêm một đoạn sau đó đỗ ngang hàng với xe của tống thế kim đôi mắt anh lạnh lẽo tay phải cầm một cây kim châm nhỏ màu vàng sau đó búng tay một cái cây kim trong tay anh lao vút đi như điện xẹt. Phụt, cây kim xuyên qua cửa kính ô tô, đâm thẳng vào đầu Tống Thế Kim. Gã dùng mình, sau đó sùi bọt mép, hai mắt lộn lên toàn lòng trắng, cơ thể không ngừng co giật. Ngô Bình cười lạnh, sau đó tiếp tục đi về phía trường của Ngô Mi. Một kim đó của anh có thể biến Tống Thế Kim trở thành một kẻ thiểu năng, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi đưa Ngô Mi tới trường, lúc anh quay về nhà thì đã không thấy xe của Tống Thế Kim đâu nữa có lẽ đã có người phát hiện ra điều bất thường nên đưa gã tới bệnh viện rồi. Nhưng Ngô Bình không vội, anh biết sau này mình còn nhiều thời gian. Cả nhà Tống Thế Kim và cả đám người tiếp tay cho gã làm việc ác, anh chắc chắn sẽ không tha cho một ai. Khi về đến nhà, anh thấy một đám người đang vây quanh cổng. Trong đó có hai vị đạo sĩ ăn vận hoành tráng đang đứng trước cây hòe lầm nhầm niệm gì đó. Cả trường thôn mãn đại võ cũng ở đó. Ngô Bình nảy số rất nhanh, đoán ra ngay mãn đại võ nghe tin ở cây hòe này có linh nên đã mời đạo sĩ tới làm lễ để đối phó với vị tiên trên cây hòe kia. Anh thầm cười lạnh, dựng xe xong thì khoanh tay đứng bên cạnh xem trò vui. Mãn đại võ cũng nhìn thấy anh, ông ta hừ một cái, nói, ngô bình, ra tù rồi sao? Sau này làm người cho tử tế nhé, trường thôn này sẽ để mắt đến cậu đấy. Ngô Bình không thèm đếm xỉa đến ông ta, búng nhẹ tay một cái, một cây kim nhỏ màu vàng cắm vào sau lưng mãn đại võ chỉ một giây sau mãn đại võ la lớn ái rồi ôi sau đó toàn thân đều đau nhức hai đạo sĩ kia kinh ngạc vội vã chạy tới xem xét tình hình một đạo sĩ dìu mãn đại võ đứng lên nhưng mãn đại võ lập tức kêu la càng thảm thiết đau đớn vô cùng hai vị đạo sĩ sợ hãi đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới được ngô bình lắc đầu nói tôi đã nói rồi cây hòe này có linh Vậy mà ông vẫn chạy tới tự rước hỏa vào thân, anh lắc đầu, dòng xe vào trong nhà. Đám người bên ngoài cũng nhanh chóng giải tán, Mãn Đại Võ được đưa tới bệnh viện. Hai đạo sĩ kia không biết phải xử trí ra sao nên cũng mau chóng chuồn khỏi đó. Về đến nhà, Trương Lệ nói với anh Đường Tử Di đã rời khỏi đó vì có việc gấp. Lúc rời khỏi, cô ấy còn ghi lại số điện thoại của Ngô Bình và Trương Lệ. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi không phải cô ấy nói muốn ở lại một thời gian sao? sao tự nhiên lại đột ngột bỏ đi vậy nhưng anh cũng chẳng buồn nghĩ nhiều sau đó anh ra ngoài mua chút quà để cùng mẹ đi thăm ông bà ngoại trước đó ông bà ngoại bị đánh bị thương cũng may là giờ đã hồi phục không ít nói chuyện một lúc ngô bình tranh thủ hỏi ông ngoại chuyện về miếng ngọc bội đôi mắt nhìn thấu vạn vật và những kỹ năng mà anh có được đều bắt nguồn từ miếng ngọc bội cho nên anh rất muốn biết lai lịch của nó ông ngoại nói với anh miếng ngọc bội là do tổ tiên truyền lại là bảo bối truyền qua nhiều đời, truyền tới đời anh là đời thứ 13. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, lẽ nào tổ tông họ ngoại nhà anh là người tu đạo? Buổi trưa anh ở lại nhà ông ngoại ăn cơm, đang ăn thì điện thoại reo lên, màn hình hiện số bạn cùng phòng trước kia của anh Lưu Tuấn Phi. Anh mỉm cười nhấc máy, "Tuấn Phi." Quan hệ của anh và Lưu Tuấn Phi rất tốt, là anh em trên bến dưới thuyền. Sau khi anh gặp chuyện, cũng chỉ có Lưu Tuấn Phi quan tâm, còn tới trại giam thăm anh hai lần ngô bình ra tù rồi hả lưu tuấn phi hỏi hôm trước ngô bình có nhắn tin báo với lưu tuấn phi rằng anh đã ra tù ngô bình đáp đúng vậy cậu bận lắm hay sao mà giờ mới đọc tin nhắn hả lưu tuấn phi trầm ngâm một lát rồi nói ngô bình cậu tới vân kinh một chuyến đi ngô bình xứng lại hỏi sao vậy cứ tới đi rồi sẽ biết nói rồi lưu tuấn phi đột nhiên cúp luôn điện thoại trong lòng ngô bình đột nhiên trùng xuống Lưu Tuấn Phi là một người trầm tính, vậy mà hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy. Lẽ nào đã xảy ra chuyện rồi sao? Tôn Tình là bạn gái anh, sau khi xảy ra chuyện, hai người vẫn giữ liên lạc. Tôn Tình còn nhiều lần nói sẽ chờ anh ra tù. Từ hồi anh còn ở trong tù, mỗi lần đến dịp lễ Tết, anh đều nhờ Lưu Tuấn Phi thay mình chọn vài món quà cho Tôn Tình. Ngô Bình giờ cũng không thể ngồi yên được nữa nên nói với mẹ một câu rồi nhanh chóng bắt tàu đi Vân Kinh. Hồi đại học, Ngô Bình theo học một trường cao đẳng bình thường ở Vân Kinh. Vân Kinh là trung tâm kinh tế phía Nam, có lịch sử phát triển lâu đời và nền văn hóa đa dạng. Huyện Minh Dương cách Vân Kinh hơn 300 km, ngồi tàu cao tốc hơn một tiếng là tới. Vừa ra khỏi ga tàu, Ngô Bình đã nhìn thấy Lư Tuấn Phi đang đứng trong đám đông vẫy tay với anh. Lư Tuấn Phi cao 1m8, dáng cao gầy, trông khá đẹp trai. Lư Tuấn Phi hôm nay mặc một bộ đồ thể thao, anh ấy vốn chơi bóng rổ rất hay. Hai người họ ôm chặt lấy nhau, Ngô Bình nhìn vào mắt Lư Tuấn Phi, hỏi, "Nói đi, có chuyện gì vậy?" Vẻ mặt Lư Tuấn Phi rất kỳ lạ, anh nhìn Ngô Bình nói, "Tôn Tình đến rồi." Ngô Bình nhìn về phía sau, quả thực anh nhìn thấy người bạn tốt nhất của anh Triệu Kỳ Lượng và Tôn Tình đang đứng ở phía không xa. Hai người họ không bước về phía anh, nhưng Ngô Bình nhìn rõ hai người họ đứng rất gần nhau, khoảng cách đó thường chỉ tồn tại giữa những người yêu nhau. Trái tim anh trùng xuống, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. "Đi thôi, kết thúc êm đẹp cũng tốt mà." Lư Tuấn phi vỗ vai Ngô Bình an ủi. Ngô Bình đi về phía hai người kia, từng bước chân vô cùng nặng nề. "Anh thực sự không thể ngờ người anh em tốt nhất lại phản bội mình như vậy." Chương 8: Loại phụ nữ như cô không xứng với tôi. Tôn Tình mắt nhìn chằm chằm Ngô Bình, Tôn Tình ngoại hình khá ưa nhìn, có thể chấm điểm 8 trên 10. Năm xưa để theo đuổi Tôn Tình, Ngô Bình đã phải bỏ ra không ít công sức. Ngô Bình nhìn Tôn Tình người con gái mà anh định rằng sau khi ra tù sẽ đối xử thật tốt để bù đắp thiệt thòi mà trong lòng hỗn loạn. Tôn Tình vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Ngô Bình, tôi tới ga tàu gặp anh là vì muốn nói rõ mọi việc trước khi tốt nghiệp. Hai chúng ta đã không còn phù hợp, chia tay đi." Ngô Bình khẽ thở dài, cô quả thực không hề kiên nhẫn, đúng ra chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là cô sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Tôi không cần hiểu, Tôn Tình lạnh lùng đáp, chúng ta đã chia tay rồi, sau này đừng liên quan gì đến tôi nữa." Ngô Bình tự cười nhạo bản thân, đối phương vứt bỏ anh như một đôi giày cũ, vậy thì anh còn nói nhiều để làm gì? Anh nhẹ nhàng xoay người, bình thản nhìn Triệu Kỳ Lượng, người từng là anh em tốt nhất của anh. Triệu Kỳ Lượng không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ cúi đầu xuống. Tôn Tình đẩy mạnh anh ta, giận dữ nói, "Triệu Kỳ Lượng, anh sợ cái gì?" giờ anh đã mạnh hơn anh ta nhiều rồi. triệu kỳ lượng như thể được cổ vũ, ngẩng đầu lên nói lớn tôn tình hiện giờ là bạn gái tôi. ngô bình đừng trách tôi, tình yêu đến quá bất ngờ tôi. lư tuấn phi đứng bên cạnh cười lạnh, ngắt lời triệu kỳ lượng sao cậu có thể vô liêm sỉ như vậy? lại còn tình yêu ban đầu nhà cậu khó khăn, sau khi nộp học phí đến tiền ăn còn không có, lúc đó không phải ngô bình cho cậu mượn thẻ cơm, cho cậu tùy ý sử dụng sao? Cậu ở bên ngoài làm thêm không hết việc, không phải Ngô Bình tới giúp cậu hay sao? Còn lần cậu ốm nằm viện, không phải Ngô Bình nộp viện phí cho cậu hay sao? Sau đó còn ở trong viện chăm cậu nửa tháng trời, còn cậu thì sao, ngoài việc tốt với bạn gái cậu ấy ra thì cậu làm được việc gì cho cậu ấy chưa? Triệu Kỳ lường há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào, mặt hết xanh lại trắng. Tôn Tình lạnh lùng nói, Lư Tuấn Phi, việc này liên quan gì đến anh? lưu tuấn phi hừ lạnh đáp đương nhiên là có liên quan ông đây không quen nhìn đám tiểu nhân chim chuột tôn tình thức đến nỗi đỏ bừng mặt cô ta quay lưng nói với ngô bình ngô bình tôi không muốn giải dòng hai năm nay anh ngồi tù bạn bè tôi xì xào bàn tàn sau lưng tôi người nhà cũng nói tôi không ra gì tôi thực sự rất áp lực tôi và anh chia tay chỉ là chuyện sớm muộn tôi không thể chấp nhận một người có tiền án tiền sự không cần nói nữa ngô bình cắt ngang Loại phụ nữ như cô quả thực không xứng với Ngô Bình này. Tôn tình như một con việt bị bóp cổ, lập tức dùng giọng chói tai chất vấn. Anh nói cái gì? Tôi không xứng với anh. Lưu Tuấn Phi gật đầu như bổ củi, nói rất hay. Ngô Bình không tiếp chuyện Lưu Tuấn Phi, anh vẫy tay với Triệu Kỳ Lượng. Triệu Kỳ Lượng y ạch, miến cưỡng bước tới, gượng gạo nói, Ngô Bình, tôi. Ngô Bình dáng cho Triệu Kỳ Lượng một cái tát như trời dáng. Cú tát đó đủ khiến anh ta nổ đom đóm mắt, ngã vật ra đất. Tôn Tình thất kinh, Ngô Bình, anh dám đánh người. Triệu Kỳ Lượng cũng lập tức nhảy dựng lên, giận dữ nhìn Ngô Bình, chỉ vào mặt anh nói, "Ngô Bình, là do bản thân cậu vô dụng, không giữ được bạn gái, tôi làm gì sai kia chứ? Nếu cô ấy không theo tôi thì cũng sẽ theo người khác." Ngô Bình lạnh lùng đáp, "Triệu Kỳ Lượng, cậu không cần giải thích. Cái tát này là cậu nợ tôi, từ nay về sau" hai chúng ta không ai nợ ai. Nhìn dáng vẻ đoạn tình của Ngô Bình, Triệu Kỳ Lượng há miệng định nói gì đó nhưng lại bị tôn tình lạnh lùng chặn học, Ngô Bình, bỏ cái thái độ trịch thượng của anh đi. Tôi nói cho anh biết, Triệu Kỳ Lượng giờ đã có nhà rồi, tốt hơn anh nhiều. Anh tỉnh lại dùm đi, loại người bị đuổi học, lại còn từng ngồi tù như anh thì có ma nào thèm. Tôi chỉ đưa ra lựa chọn mà tất cả các cô gái trong trường hợp này sẽ đưa ra, tôn tình cười lạnh, lớn tiếng giễu cợt bạn trai cũ là anh không xứng với tôi. Cho nên tôi mới đá anh. Ngô Bình giờ chán chẳng thèm nói với người phụ nữ này nữa. Anh quay lưng định rời khỏi đó, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trông à, sao anh lại ở đây? Ngô Bình xứng lại, anh quay lưng lại thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc một bộ sườn xám tơ tằm màu đỏ đang bước tới gần, trên vạt áo thêu một bông hoa hồng trắng. Làn da trắng ngần, vóc sáng quyến rũ, phong thái yểu điệu thướt tha không phải đường tử di thì còn ai vào đây nữa. Đường tử di kéo tay anh, nép vào lòng anh, sau đó liếc nhìn tôn tình đang chết đứng, bĩu môi nói, chồng à, đây là bạn gái cũ của, của anh sao? Xấu quá, chẳng trách anh lại bỏ cô ta. Nói rồi, đường tử di kéo tay Ngô Bình quay lưng rời khỏi đó. Tôn tình thức muốn hộp máu, nhưng không thể mở miệng phản bác bởi khi đứng trước đường tử di thì cô ta chẳng khác nào một con gà đứng trước mặt Phượng Hoàng, tranh lệnh một trời một vực. Triệu kỳ lượng nhìn theo mà cũng lặng người. Sống đến từng này tuổi đầu, lần đầu anh ta thấy một cô gái đẹp đến mức này. Anh nhìn cái gì vậy, tôn tình giận dữ đá anh ta. Sao cô lại tới đây, Ngô Bình rất ngạc nhiên, nghĩ lại trước đó đường tử di nói có việc gấp phải đi. Đường tử di khẽ mỉm cười đáp, ban nãy nói chuyện với bác gái trên xe, bác gái nói anh cũng đến Vân Kinh, lại còn ngồi cùng chuyến tàu, cho nên vừa xuống ga là tôi đi tìm anh. Nhìn thấy gái đẹp, mắt Lưu Tuấn Phi cũng sáng lên, cười nói, vừa hay tôi lái xe tới, chúng ta cùng đi đi. Được, cảm ơn anh, đường tử di rất tự nhiên mỉm cười đáp. Ba người đi về phía bãi đỗ xe, bỏ lại triệu kỳ lượng và tôn tình đứng đằng sau không nói nên lời. Trong bãi đỗ xe, một chiếc ô tô hàng nội địa cũ kỹ lóe sáng đèn, đó là xe của Lưu Tuấn Phi. Ngô Bình và đường tử di ngồi đằng sau, im lặng một lát. Ngô Bình lên tiếng, tử di, ban nãy cảm ơn cô, anh biết, ban nãy Đường Tử Di cố tình giúp anh xả giận. Đường Tử Di cười hi hi đáp, ý anh là tôi rất xinh nên anh được nở mày nở mặt đúng không? Ngô Bình đảo mắt, trong lòng tự hỏi cô gái này có thể khiêm tốn một chút được không? Anh đổi chủ đề, mẹ tôi nói cô đi có việc gấp, có chuyện gì vậy? Đường Tử Di thở dài đáp, là một việc rất rắc rối. Sẽ nói với anh sau. Ngô Bình nhìn cô đáp, chi bằng nói ra luôn đi, biết đâu tôi lại giúp được. Đường tử di mặt buồn thiêu đáp, bố tôi bị người ta lừa, có kẻ dụ dỗ xúi dục ông ấy tham gia mấy trò đỏ đen, thua mất hàng tỷ tệ. Ông nội tôi vô cùng giận dữ, chuẩn bị cắt tiền trợ cấp sinh hoạt cho ông ấy, đồng thời tước chức của ông ấy ở tập đoàn. Hiện giờ bố tôi đã hết cách nên đành nhờ tôi chi viện. Ngô Bình kinh ngạc, thua mất hàng tỷ tệ, đây chẳng khác nào nói bố đường tử di có rất nhiều tiền. Vậy thì đường tử di chẳng phải con nhà giàu nứt đố đổ vách hay sao? thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Bình, đường tử di cười khổ, vốn tôi chỉ định đi giải tỏa tâm trạng một thời gian thôi, nhưng giờ không quay về không được. Bà cả giờ đang tạo áp lực rất lớn với bố tôi, chắc chắn bà ta định dậu đổ bìm leo, muốn đi cho bố tôi không ngóc đầu lên được. Nói đến đây, đường tử di đưa tay xoa chán, có vẻ vô cùng đau đầu về ông bố này. Ngô Bình an ủi, không cần quá lo lắng đâu. Đường tử di thở dài, sao mà không lo cho được, bà cả chắc chắn sẽ dùng chuyện này để ép tôi kết hôn với người kia. Ngô Bình nghĩ dùng đôi mắt thần thánh của mình để giúp Đường Tử Di lấy lại tiền cũng không phải ý tôi. Anh lập tức hỏi bố cô chơi trò đỏ đen gì vậy? Cược phỉ thúy. Đường Tử Di đáp ông ấy trước nay làm việc không chịu suy nghĩ cẩn thận, lần này lại phá thêm gần gì. Ông ấy mua từ vua phỉ thúy phía nam bảy khối nguyên thạch, nhưng kết quả bốn khối đầu đều là phế liệu, lỗ nặng. Ngô Bình trầm ngâm một lát rồi đáp tôi có chút hiểu biết về phỉ thúy, cô đưa tôi đi cùng, chúng ta tới chỗ đó xem xem. Đường tử di ngẩn người, sau đó thận trọng đánh giá Ngô Bình rồi hỏi lại, anh nghiêm túc đấy hả? chương 9, cược đá. Ngô Bình cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là thật. Lưu Tuấn Phi đang lái xe ở phía trước cũng không khỏi kinh ngạc về thân phận con nhà giàu của đường tử di. Ngô Bình, bạn gái cậu đẹp như vậy mà không giới thiệu cho mình biết sao. Ngô Bình đang định phủ nhận đây không phải bạn gái mình thì Đường Tử Di đã cướp lời. Xin chào, tôi là Đường Tử Di, là bạn gái của Ngô Bình. Tôi là Lưu Tuấn Phi, người Vân Kinh, là anh em trên bến dưới thuyền với Ngô Bình. Đường Tử Di nhớn mày lên, cười hỏi, họ Lưu ở Vân Kinh rất hiếm, lẽ nào là người nhà Lưu Thị? Lưu Tuấn Phi ngạc nhiên hỏi lại, cô biết sao? Đường Tử Di đáp, Vân Kinh từng có nhiều gia tộc nổi lên, Lưu Thị là một trong số đó. Vài năm trước họ kinh doanh bất động sản kiếm được không ít, chỉ tiếc là sau đó lại gặp biến cố. Lưu Tuấn Phi trầm ngâm một lát rồi đáp: "Cô Đường khí chất hơn người, lẽ nào xuất thân từ nhà họ Đường một trong bốn gia tộc lớn nhất Vân Kinh? Đường Tử Di có vẻ không hề ngạc nhiên trước phán đoán của Lưu Tuấn Phi, mỉm cười đáp: xem ra chất giọng địa phương này đã bán đứng tôi rồi. Anh nói không sai, tôi chính là người nhà họ Đường. Lưu Tuấn Phi hít sâu một hơi đáp." được quen biết với cô đường đúng là phúc ba đời của tôi ngô bình không hiểu tại sao lưu tuấn phi lại đột nhiên trịnh trọng như vậy thậm chí còn phấn khởi một cách kỳ lạ khi được quen biết đường tử di ngô bình than thở tuấn phi hóa ra cậu là con nhà giàu vậy mà lại ở ẩn kỹ đến vậy lưu tuấn phi vẻ mặt khổ sở đáp ngô bình nhà họ lư nợ vài tỷ tệ không thể nào vực dậy nổi cái danh con nhà giàu này quả thực không có gì đáng tự hào chuyện gì vậy ngô bình kinh ngạc hỏi Đường Tử Di mỉm cười nói, "Việc này chúng ta để sau nói tiếp. Anh Lư, phiền anh thả chúng tôi ở khách sạn Vĩnh Hâm, tôi cần đưa Ngô Bình đến một nơi." Khách sạn Vĩnh Hâm cách đó không xa, Lư Tuấn Phi lái xe đến tận cửa khách sạn. Đường Tử Di chào tạm biệt, "Anh Lư, hôm khác chúng ta lại tụ tập nhé, cảm ơn đã cho bọn tôi quá giang." Lư Tuấn Phi vội vã nói, "Đừng khách sáo. Vậy tôi đi trước nhé." Hai người họ xuống xe, còn Lư Tuấn Phi lái xe rời khỏi đó. Trong xe, Lưu Tuấn Phi vẫn chưa hết kinh ngạc, tại sao bạn gái của Ngô Bình lại là đường tử di được cơ chứ? Chúng ta đi đâu đây? Ngô Bình đứng trước cửa khách sạn, hỏi đường tử di. Đường tử di đáp, tôi mời tới vài cao thủ về phỉ thúy, cùng tôi đi gặp họ nhé. Ngô Bình mỉm cười, anh hiểu đường tử di đang muốn thử tài cược đá của anh, anh đáp được, để tôi đi gặp họ. Vừa bước vào khách sạn đã có một người đàn ông trung niên mặc đồ âu đen bước tới, Khom lưng kính cẩn, cô chủ, họ đang ở phòng khách tầng 2 chờ cô. Đưa tôi lên đó, Đường Tử Di đáp, trong giọng nói bất giác toát ra phong độ và khí khái của con nhà giàu. Đường Tử Di khí chất người người lúc này đang nói chuyện bằng giọng điệu vô cùng khác, so với mọi khi thì chẳng khác nào hai người không liên quan đến nhau. Điều đó khiến người khác không khỏi kinh ngạc cảm thán, trong lòng tự nhủ quả đúng là con nhà giàu, hào quang tỏa ra tứ phía. Họ đi thang máy lên một căn phòng xa hoa ở tầng 2 trong phòng có bốn người, họ đang nhỏ tiếng bàn luận chuyện gì đó. Ở vị trí chính giữa có vài món đồ đang được phủ vải đỏ, cao thấp lô nhô, không ai biết là thứ gì. Đường tử di vừa bước vào thì họ đồng loạt đứng lên, cung kính chào cô chủ đường. Đường tử di khẽ gật đầu đáp, các vị, tôi đường đột mời các vị tới đây là do có chuyện không thể giải quyết được. Tôi muốn xuống biên nam, mua vài khối nguyên thạch từ chỗ vua phỉ thúy về. Ai có thể giúp tôi? mấy người kia ban đầu tươi cười đon đả, nhưng vừa nghe tới vua phỉ thúy thì lập tức thay đổi nét mặt, đưa mắt nhìn nhau. Đường tử di hơi cau mày, hỏi, sao vậy, chuyện này khó đến vậy sao? Một người đàn ông trung niên nói, cô chủ đường, vua phỉ thúy tiết thái hổ trong giới nổi tiếng là yêu ma quỷ quyệt. Những người bị ông ta lừa đếm không xuể, cho nên tôi không nghĩ cô mạo hiểm như vậy là một ý hay. Đường tử di đưa mắt nhìn những người còn lại, hỏi, mọi người thấy sao? mấy người này cũng tỏ thái độ giống như người ban nãy, khuyên đường tử di không nên xuống biên nam. Đường tử di im lặng một lát rồi đáp, các vị đều là chuyên gia, nói rất có lý. Có điều chuyện này liên quan mật thiết đến địa vị của bố tôi ở nhà họ đường, tôi không thể bỏ mặc không quản. Mấy người kia lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, nếu cô chủ đường đã quyết tâm, vậy thì chúng tôi nguyện kề vai sát cánh. Đường tử di giơ tay lên, người đàn ông trung niên dẫn đường ban nãy tháo miếng vải đỏ trên mấy món đồ kia xuống, để lộ ra vài chục khối nguyên thạch phỉ thúy, mỗi khối hình thù và kích thước đều không giống nhau. Đây là nguyên thạch của phỉ thúy, mỗi người có thể chọn ba khối. Sau khi chọn xong, chúng ta sẽ giải thạch luôn để xem bên trong khối nào cho phỉ thúy có giá trị nhất. Ai chiến thắng sẽ cùng tôi đi xuống biên nam. Nếu chuyến này thành công thì tôi sẽ trả 10 triệu tệ coi như tiền công. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, lập tức vào việc, ra sức chọn lựa. Ngô Bình nghe tới 10 triệu tiền công thì mắt sáng lên. Hiện giờ anh quả thực hơi thiếu tiền, anh hỏi đường tử di, tôi có thể thử không? Đường tử di mỉm cười đáp, đương nhiên. Ngô Bình cũng đi tới chỗ mấy khối nguyên thạch, mặc dù anh chưa từng cược phỉ thúy nhưng loại ngọc nào tốt, loại nào dởm anh vẫn phân biệt được. Trên đời này, phàm là những thứ ngọc hảo hạng thì đều đẹp say lòng người, biết được điều đó là đủ rồi. Anh mở thần thông nhãn, trong chốc lát đã nhìn rõ bên trong từng khối nguyên thạch. Ngô Bình nhận ra tình hình bên trong mấy khối nguyên thạch này không khả quan lắm, thậm chí một số khối còn rõ ràng là hàng giả. Trên bề mặt thì trông như có ngọc bên trong, nhưng thực ra trong ruột toàn là đá. Trong lúc mấy vị chuyên gia kia còn đang quan sát mấy khối nguyên thạch thì Ngô Bình đã đưa ra phán đoán, lấy ba trong số những khối nguyên thạch đó để sang một bên, sau đó gật đầu nói với đường tử di tôi chọn xong rồi. Thấy Ngô Bình chọn nhanh như vậy, mấy chuyên gia kia đều lắc đầu, cho rằng đây chắc chắn là một tên gà mờ, chỉ biết chọn bữa ăn may. Làm gì có chuyên gia nào đưa ra quyết định nhanh như vậy? Đường tử di mỉm cười, phất tay một cái, hai người mặc đồng phục đứng bên cạnh lập tức bước tới giải thạch. Khối nguyên thạch đầu tiên to cơ ấm trà, nặng chừng 4 cân. Khối nguyên thạch này nếu một cao thủ cược đá nhìn vào sẽ thấy vỏ bên ngoài hơi có màu đỏ, bề mặt nhẵn. Loại đá nguyên thạch này người có chuyên môn gọi là thủy thạch. Thông thường, những khối đá này sẽ cho ra phỉ thúy chất lượng không tốt lắm, rất hiếm khi phỉ thúy cho ra có màu đẹp. Đa số ngọc từ những khối đá như vậy sẽ chỉ dùng để chế tác đồ trang sức hạng soàng. Một vị chuyên gia lắc đầu, nói, người anh em, khối nguyên thạch mà cậu chọn e là không cho ra được ngọc tốt. Ngô Bình cười không đáp, anh sớm đã nhìn thấu bên trong khối nguyên thạch kia rồi. Bên trong có một khối ngọc lục bảo màu xanh, thể tích của nó chiếm một phần ba ruột khối đá gốc cỡ chừng một nghìn cara. Khối ngọc có sắc xanh đậm, thuộc băng trùng, có một vài đường nét như hoa văn nổi, lại có chỗ có màu hơi vàng, Ngô Bình cảm thấy màu xanh pha vàng này nhìn khá đẹp mắt. Mặc dù không rõ giá cả, nhưng anh có thể khẳng định khối ngọc này không hề rẻ. Anh lấy một cây bút đen, đánh dấu vài đường lên khối đá, sau đó nói với người giải thạch, giải thạch đi. Người giải thạch kia nghe lời Ngô Bình, lấy đá mài bắt đầu cọ sát. Không lâu sau, người giải thạch đột nhiên sững lại, đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đường tử di khẽ nhớn mày, lẽ nào có ngọc? Nửa phút sau, người giải thạch dừng tay, ngẩng đầu nhìn ngô bình, cười nói, thưa anh, bên trong có ngọc. Mọi người đều ngỡ ngàng, mấy vị chuyên gia cũng vây quanh xem, trên mặt ai nấy đều là vẻ kinh ngạc. Khối ngọc mới lộ ra một ít, có màu xanh vàng, lẽ nào là ngọc băng chủng hạng chung? Mấy người kia như thể chúng phải một loại phép thuật, ai nấy đứng im không nhúc nhích. Cho dù có là người không biết gì về phỉ thúy thì cũng sẽ cảm thấy màu ngọc này rất bắt mắt. Mà những khối ngọc có màu sắc đẹp như vậy đương nhiên thường là ngọc quý. Ngô Bình vẫn điềm nhiên như không, anh quay sang hỏi đường tử di, loại ngọc này thường có giá bao nhiêu. Đường tử di hai mắt phát sáng, rõ ràng cô cũng hiểu về phỉ thúy, đáp loại ngọc này một cara có giá từ 500 tệ trở lên, nếu toàn bộ trọng lượng của khối ngọc vượt quá 1 kg thì tổng giá trị không dưới 500.000 tệ. Ngô Bình thoáng giật mình, 500.000 tệ, đắt vậy sao? Đường tử di cười nói, mau giải thạch tiếp khối đá thứ hai đi, tôi rất mong chờ đấy. Khối nguyên thạch số 2 nặng khoảng 10 cân. Sau khi giải thạch cho ra loại phỉ thúy có nước ngọc và màu ngọc khá đẹp, tổng giá trị vào khoảng 800.000 tệ. Khối thứ 3, nặng khoảng 6 cân, ngọc bên trong cũng có giá khoảng hơn 300.000 tệ. Cuối cùng, tổng giá trị ba khối ngọc cộng lại đã hơn 1 triệu 600.000 tệ. Đường tử di cười tươi giói, giá trung bình của ba khối nguyên thạch này là khoảng 57.000 tệ, nhưng ba khối anh vừa mở đã chiếm khoảng một nửa giá gốc của tổng số nguyên thạch này rồi. Xem ra đây chính là ba khối nguyên thạch cho ngọc tốt nhất. chương 10, khu biệt thự Thái Khang bị ám. Sau mười mấy phút, những người được gọi là cao thủ về cực ngọc mới chọn xong nhưng tâm trạng của họ đều rất nặng nề. Ngô Bình chỉ mất vài giây đã chọn được ba khối phỉ thúy màu trắng trông rất được. Chuyện này tạo cho họ áp lực rất lớn. Nếu khối nguyên liệu ngọc của họ khi cắt ra mà không tốt bằng Ngô Bình, vậy họ thật sự không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Song đúng như đường tử di dự đoán, ba khối nguyên liệu ngọc mà Ngô Bình chọn đã là tốt nhất. Chất lượng của số nguyên liệu ngọc do mấy người kia chọn đều kém xa anh, người có tổng giá trị cao nhất cũng chỉ hơn trăm nghìn, còn chẳng bằng một phần tám tổng giá trị của Ngô Bình. Kết quả đã quá rõ ràng, mấy người kia cũng ngại ở lại, bọn họ viện lý do rồi lục tục rời đi. Trước khi đi, có người còn nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt đầy sâu xa. Những cao thủ cực ngọc vừa đi khỏi, đường tử di đột nhiên vỗ tay, tuyệt đấy. Ngô Bình cười hỏi, giờ tin tôi rồi chứ? Tôi vẫn luôn tin anh mà, chỉ không biết anh lại lợi hại đến vậy thôi. Đường tử di cười nói, sao anh làm được thế? Ngô Bình đáp nhẹ, chắc cô cũng biết tôi từng ngồi tù nhỉ. Tôi đã gặp rất nhiều kỳ nhân ở đó và học những thứ này từ họ đấy. Bao gồm cả võ công của anh à, Đường Tử Di hứng thú hỏi, cảm thấy nhà giam ấy quả là ngọa hổ tàng long. Xem là thế đi, Ngô Bình chỉ có thể trả lời như vậy. Rồi anh xoa mũi, đổi chủ đề, tôi có thể đi biên nam. Bao giờ khởi hành? Đường Tử Di nghiêm mặt, khoan đi biên nam đã, anh cực ngọc giỏi như vậy mấy ngày nữa gọi thêm bố tôi, chúng ta đến thành phố Cực Ngọc. Chỉ khi thấy được sự lợi hại của anh, ông ấy mới chịu tiền dưỡng già của mình ra. Ngô Bình hiểu, đường tử di vẫn muốn tiếp tục khảo sát mình. Nhưng anh không quan tâm, nếu có thể kiếm được 10 triệu thì chuyện gì cũng dễ thương lượng. Được, lúc nào tôi cũng dỗi mà. À phải, hôm nay cô có nhắc đến tình hình của Lư Tuấn Phi, có thể nói rõ hơn cho tôi biết không? Được chứ, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi, Đường Tử Di mời Ngô Bình lên quán trà ở tầng 5. Cả hai vừa uống trà vừa hàn huyên về tình hình nhà họ Lư. Theo lời Đường Tử Di, nhà họ Lư bắt đầu làm giàu từ mười mấy năm trước, sau đó tham gia vào lĩnh vực bất động sản. Những năm đầu rất thuận buồm xuôi gió, cho đến 5 năm, năm trước, nhà họ Lư đã sở hữu khối tài sản hàng tỷ đồng. Lòng ham muốn của nhà họ Lư bắt đầu tăng lên, họ đã chuẩn bị trong 3 năm, huy động được 10 tỷ và bắt đầu khởi công dự án biệt thự Thái Khang. Khu biệt thự Thái Khang là một dự án biệt thự và nhà ở thương mại, giai đoạn đầu đầu tư 8 tỷ xây 200 căn biệt thự trên núi và nhà ở thương mại dưới chân núi. Một khi dự án này hoàn thành, nhà họ Lư sẽ nhảy vào thành nhà phát triển bất động sản lớn, tài sản cũng tăng lên gấp bội. Nhưng có ai ngờ, sau khi hầu hết bất động sản của khu biệt thự Thái Khang làm lễ cất nóc, thì tai nạn bắt đầu thường xuyên xảy ra. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đã có 4 công nhân thiệt mạng. Nhà họ Lư vừa vận hành vừa trả tiền đền bù, cứ nghĩ chuyện này sẽ qua, có thể kết thúc dự án càng sớm càng tốt. Nhưng nhà họ Lư không thể ngờ rằng chuyện kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Một tháng sau, có hai chủ doanh nghiệp đi xem nhà đã chết bất đắc kỳ tử, sau đó là cái chết của ba nhân viên bảo vệ. Tổng cộng đã có 9 người qua đời, tin tức không giữ kín được nữa, thông tin khu biệt thự Thái Khang bị tà ma quấy nhiễu đã lan truyền khắp Vân Kinh một lượng lớn người mua đã trả tiền trước cũng lần lượt trả nhà. Đồng thời, cơ quan chức năng đã truy cứu người chịu trách nhiệm của vụ tai nạn, chủ nhà họ Lư bị phạt tù 3 năm. Kể từ đó, khu biệt thự Thái Khang không bán được căn nhà nào nữa, chuỗi tiền vốn của nhà họ Lư cũng bị ngắt. Vì nhà của khu biệt thự Thái Khang không bán được, phía ngân hàng vẫn chỉ hoãn thanh toán, hy vọng nhà họ Lư có thể xử lý khu biệt thự Thái Khang. Vậy nên, tính đến hiện nay, khu biệt thự thái khang này vẫn do nhà họ lư đứng tên nghe xong câu chuyện của nhà họ lư ngô bình cảm thấy rất kinh ngạc chín người chết liên tiếp ư nguyên nhân là gì vậy đường tử di lắc đầu không rõ nữa lúc ấy nhà họ lư đã mời rất nhiều chuyên gia nhưng vẫn không hóa giải được chính vì vậy chưa có chủ đầu tư nào dám tiếp quản khu biệt thự thái khang ngô bình thở dài đầu tư hàng chục tỷ mà không thu lại được xu nào nhà họ lư đúng là lỗ nặng thì đấy, tất cả công việc làm ăn của nhà họ Lưu đều dừng lại, tiền dùng để trả lãi hết. Ngô Bình cảm thấy rất đáng tiếc cho Lưu Tuấn Phi, vốn là con nhà giàu mà giờ lại chật vật đến mức không bằng cả một người bình thường. Nghĩ đến đây, trong đầu anh chợt lóe lên ý nghĩ. Nếu năng lực nhìn thấu vạn vật của anh có thể nhìn thấy quỷ thần, vậy anh có nên đến khu biệt thự Thái Khang để giúp người nhà họ Lưu xem thử không? Trò chuyện được một lát, đường tử di nhận một cuộc điện thoại rồi bảo với anh, tôi phải về nhà xử lý chút chuyện mấy hôm nữa sẽ liên lạc với anh ngô bình gật đầu ừ sau khi đường tử di rời đi anh ngẫm nghĩ giây lát rồi gọi điện cho lư tuấn phi trong một căn nhà thuê bình thường lư tuấn phi đang giặt rũ tất cả số tiền mà nhà họ lư hiện có còn chẳng đủ để trả lãi ngân hàng cả nhà họ thắt lưng buộc bụng sống khá chật vật nhưng điều này vẫn không giúp được gì cao lắm là một tháng nhà họ lư sẽ đệ đơn xin phá sản Lưu Tuấn Phi cao mày, mấy năm trước bản thân còn là cậu ấm nhà giàu, nhưng hai năm nay sống còn chẳng bằng con cái nhà bình thường. Mới hôm qua, người bố vừa ra tù của Lưu Tuấn Phi đã đưa cho anh ấy một tấm thẻ ngân hàng có 2 triệu tiền mặt, bảo anh ấy cầm thẻ rồi rời Vân Kinh càng sớm càng tốt để sống ở nơi khác. Rất rõ ràng, nhà họ Lưu không gắng gượng nổi nữa. Bố mẹ hy vọng Lưu Tuấn Phi sau này có thể sống thoải mái hơn, còn mọi hậu quả của việc phá sản cứ để họ gánh vác mỗi lần nghĩ đến chuyện này lưu tuấn phi đều muốn òa lên khóc thật to nhưng anh ấy biết dù mình có khóc đến mù lòa cũng vô dụng thế giới này sẽ không đồng cảm với kẻ yếu bỗng nhiên điện thoại reo lên là ngô bình gọi đến lưu tuấn phi lau tay cố nén nỗi buồn bực trong lòng đoạn cất tiếng hỏi ngô bình cậu đang ở đâu vậy ngô bình đáp tuấn phi à cậu đến khách sạn đón mình rồi đưa mình đến khu biệt thự thái khang đi nghe đến năm chữ khu biệt thự thái khang cõi lòng Lưu Tuấn Phi như bị đâm một phát mạnh, cô đường kể cho cậu nghe rồi à Ừ, cô ấy kể hết rồi, Ngô Bình nói, cậu đưa mình đến khu biệt thự Thái Khang một chuyến đi, có lẽ mình sẽ giúp được cậu. Lưu Tuấn Phi ngẩn ra, giúp mình ư. Ngô Bình không giải thích nhiều, chỉ hỏi rằng, cậu tin mình không, Tuấn Phi? Lưu Tuấn Phi không hề do dự, tất nhiên là mình tin cậu. Tin thì đến đón mình đi, Ngô Bình nói, có khi mình sẽ mang lại bất ngờ cho cậu đấy lưu tuấn phi nghiến chặt răng được mình đến ngay nửa giờ sau lưu tuấn phi lái chiếc ô tô cũ chở ngô bình đến khu biệt thự thái khang trên đường đi lưu tuấn phi vô cùng tò mò về việc ngô bình quen biết đường tử di anh ấy bảo ngô bình này cậu cũng tốt số phết kết bạn được với nhân vật ghê gớm như đường tử di cơ đấy ghê gớm cô ấy nổi tiếng lắm à ngô bình hứng thú hỏi lưu tuấn phi nhà họ đường giàu có lắm sao lưu tuấn phi đáp Đường Tử Di là một trong bốn người đẹp nước tiếng Vân Kinh, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới. Về ăn chơi, vàng bạc đá quý, nhà họ Đường đều chiếm thị phần rất lớn. Đồng thời, họ còn tham gia vào lĩnh vực khách sạn, phát triển bất động sản, du lịch văn hóa và đầu tư mạo hiểm. Tóm lại, chỉ cần nhà họ Đường dậm chân một cái, cả Vân Kinh đều rung chuyển. Ngô Bình kinh ngạc, lợi hại thế cơ à? Lưu Tuấn Phi nói, có điều nhà họ Đường đã chia nhánh từ lâu đường tử di thuộc nhánh của bà hai, chủ yếu phụ trách mảng đá quý và đầu tư. Các sản nghiệp khác do nhánh khác quản lý. Nói đến đây, anh ấy lại không kìm được mà hỏi, Ngô Bình này, rốt cuộc cậu tính làm gì thế? Ngô Bình cười, mình đã học được cách xem phong thủy từ một vị chuyên gia trong tù. Lư Tuấn Phi trợn mắt, mình bảo này, hai năm qua cậu đúng là học được nhiều kỹ năng hay ho nhỉ. Anh chớp mắt, lần đầu tiên mình xem phong thủy giúp người khác đấy. Cậu đừng đà kích mình." Ngô Bình hết nói nổi, chỉ thở dài rồi lặng lẽ lái xe. Cuối cùng xe cũng đến khu biệt thự Thái Khang, dưới chân núi là một khu dân cư thương mại rất lớn, tuy đã hoàn thành nhưng hiện tại không có một bóng người, tạo cho người ta cảm giác rất u ám. Đây là khu biệt thự Thái Khang, tổng diện tích xây dựng khu nhà ở chân núi là 850.000 m2, trên núi có 200 căn biệt thự, nếu tính theo giá trị thị trường bình thường hiện nay thì giá trị hơn 20 tỷ ánh mắt của Lưu Tuấn Phi trở nên mờ mịt, cứ nghĩ nơi này sẽ là vùng đất giúp nhà họ Lưu của mình bay cao bay xa, nào ngờ đó lại là mộ phần chôn cất nhà họ Lưu. Ngô Bình không lên tiếng, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào một tòa nhà cách đó không xa. Tòa nhà này phát ra khí đen rất dày, tuy người khác không nhìn được loại khí đen này, nhưng nó không qua mắt được năng lực của anh. Để ý đến vẻ mặt của Ngô Bình, Lưu Tuấn Phi bèn hỏi, cậu đang nhìn gì vậy? Ngô Bình hỏi anh ấy, Trước đây tòa nhà này từng xảy ra chuyện gì à? Chương 11, trận quỷ mẹ con và cơ hội làm ăn. Lư Tuấn Phi gật đầu, trước đây có một người khách xem nhà đã rơi xuống từ tầng 18 và thiệt mạng ngay tại chỗ. Ngô Bình khẽ gật gù, tiếp tục đi về phía trước. Đi thêm một đoạn, anh lại nhìn thấy căn nhà dày đặc khí đen thứ hai, hỏi tiếp, còn chỗ này? Lư Tuấn Phi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, ở đây có một người thợ điện bị điện giật chết. Ngô Bình này Sao cậu biết nơi này xảy ra sự cố vậy? Cậu xem tin tức rồi à? Ngô Bình không trả lời, chỉ dạo bước đi tiếp, lại vừa chỉ tay vào tòa nhà thứ ba vừa hỏi chuyện. Nơi này cũng có tai nạn. Vẻ mặt của Lưu Tuấn Phi chuyển sang ngỡ ngàng, anh ấy nhìn Ngô Bình chăm chăm, trả lời: Một công nhân lắp đặt đã rơi xuống từ tầng cao nhất và tử vong tại chỗ. Ngô Bình nói: Không ngoài dự đoán của mình. Anh đi vòng quanh tòa nhà vài lần, cuối cùng mới lên tiếng, vào trong xem thử. Lưu Tuấn Phi biến sắc vào trong, anh mỉm cười, đừng sợ, có mình mà. Ngô Bình đã bảo không sợ, tất nhiên Lưu Tuấn Phi không thể e dè. Anh ấy cắn răng đi đến trước mặt Ngô Bình. Tuy tòa nhà đã được cất nóc nhưng vẫn chưa sửa sang, bên trong đầy rác thải. Hai người đi đến một con đường, vì không có điện nên nên không gian xung quanh u ám và tối tăm. Đi qua con đường ấy, họ bước vào một căn phòng. Cửa phòng còn chưa được lắp, lại càng không có trang trí gì bên trong cũng bừa bộn vô cùng. Ngô Bình vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất, năng lực nhìn thấu vạn vật của anh phát hiện một cái vỏ màu đen được chôn cách mặt đất 10 mét, khí đen tỏa ra từ cái vỏ ấy. Loại khí đen này còn được gọi là tà khí, có hại với con người, sau một thời gian dài tiếp xúc sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực, khiến con người mất hết thần trí, từ đó gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ánh mắt anh tiếp tục xuyên qua cái vỏ kia, thấy thi thể của một trẻ sơ sinh được ngâm trong nước có lẽ đứa bé ấy được người ta lấy ra khi còn ở trong bụng mẹ, chỉ to bằng lòng bàn tay. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ngô Bình bỗng có cảm giác buồn nôn, lập tức kéo Lưu Tuấn Phi ra khỏi nơi này. Sau đó họ lần lượt vào chín tòa nhà khác, tòa nào cũng có chôn một cái vỏ dưới đất, mỗi vỏ đều có một thi thể trẻ sơ sinh. Thấy Ngô Bình cứ im lìm, Lưu Tuấn Phi mới nôn nóng hỏi, Ngô Bình à, rốt cuộc có chuyện gì vậy, cậu nói cho mình nghe được không? Vẻ mặt của Ngô Bình rất nghiêm túc, cậu sẽ biết sớm thôi, đi theo mình. Ở đằng xa, Ngô Bình nhìn thấy có khí đen bốc lên cuồn cuộn bên ngoài một căn biệt thự, tà khí còn mạnh hơn dưới này gấp mấy lần. Họ đến trước cổng biệt thự, Ngô Bình hỏi, nơi này cũng từng có người chết nhỉ. Lư Tuấn Phi gật đầu, hai người chết, cậu đoán như thần. Ánh mắt của Ngô Bình nhìn xuyên qua mặt đất, thấy ở cách mặt sân biệt thự chừng 5 mét có chôn một cái vào cực lớn, bên trong là thi thể của một cô gái không có tứ chi, chỉ còn lại đầu và thân người, thê thảm vô cùng. Anh thở dài, đoạn nói, quả nhiên là trận quỷ mẹ con. Trong truyền thừa từ miếng ngọc bội của anh có truyền thừa về vu thuật, trong đó có ghi chép một loại tà pháp cực kỳ tàn độc trận quỷ mẹ con. Sát trận này cần một người phụ nữ mang thai 10 lần liên tục, rồi lần lượt lấy ra, làm thành thi thể trẻ sơ sinh bằng phương pháp bí mật. Sau cùng, người phụ nữ ấy cũng bị giết chết, cắt bỏ tứ chi, ngâm trong cái vỏ, loại tà pháp này cần một khoảng thời gian rất dài, thủ đoạn lại tàn bạo. Nó sử dụng oán khí mạnh mẽ và thần giao cách cảm giữa mẹ và con, tạo thành tà khí đáng sợ, uy lực cực mạnh. Trận mẹ con gì cơ, Lư Tuấn Phi vội hỏi. Rời khỏi đây trước rồi nói, Ngô Bình không nói nhiều, nhanh chóng kéo anh ấy xuống núi. Lên xe rồi, Lư Tuấn Phi cảm thấy mình như quả bóng xì hơi, mất hết sức lực, bùn rùn ngã phịch xuống ghế. Sắc mặt trắng bệch, tinh thần đờ đẫn, anh ấy run rẩy hỏi mình bị sao vậy ngô bình ấn vài cái lên trán lưu tuấn phi tà khí xâm nhập cơ thể một lát nữa sẽ khỏe lại thôi ngừng một lúc anh lại nói có kẻ bày trận quỷ mẹ con ở đây muốn phá giải cũng không khó đào thứ đó lên là được nhưng cậu phải chuẩn bị vài thứ nghe ngô bình nói anh có thể phá giải tà khí ở đây lưu tuấn phi chấn động ngô bình cậu có cách thật à ngô bình gật đầu phá được sát trận thì tiếp tục lắp đặt sửa chữa được rồi. Sứt lời, anh lấy điện thoại ra và viết một loạt vật liệu như bột sừng tê giác, nước tiểu chó mực, máu mồng gà của gà trống 3 năm tuổi, thỏi mực, lông nghi của châu đực, vân vân, rồi gửi email cho Lưu Tuấn Phi. Lưu Tuấn Phi có linh cảm Ngô Bình thật sự có cách phá giải. Anh ấy phấn khích đến mức toàn thân run lên, được, mình sẽ đi chuẩn bị ngay. Không vội, cậu đưa mình đến nhà ga đi, hôm nay mình phải về nhà trưa mai, cậu lại đến nhà ga đón mình. Lư Tuấn Phi gật đầu lia lịa, khởi động ô tô đưa Ngô Bình đến nhà ga. Vào lúc Ngô Bình đến nhà ga, người của đường tử di đang ở biệt thự Vân Đình. Biệt thự Vân Đình rộng mấy nghìn mẫu, địa hình núi bằng phẳng, xây nhà núi liền nhau, là nơi ở của nhà họ đường. Ở một tòa nhà nhỏ trong biệt thự, đường tử di đang nhìn chằm chằm một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này đã ngoài 40, trông rất phong độ, có thể nhìn ra thời còn trẻ là một người điển trai vô cùng. Người đàn ông trung niên ấy là Đường Minh Huy, bố của Đường Tử Di. Bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ ăn vận sang trọng và khí chất tuyệt vời, không thể đoán ra tuổi, dung mạo có ba phần giống với Đường Tử Di. Người này chính là mẹ Đường Tử Di Diệp Ngọc Quỳnh. Lúc này, Đường Minh Huy đang cúi đầu, không dám nhìn Đường Tử Di. Vừa rồi nhà họ Đường đã mở cuộc họp gia đình, thu hồi mọi chức vụ của Đường Minh Huy chỉ giữ lại cho ông chức danh thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Đường Thị. Nếu không nhờ Đường Tử Di làm núng trước mặt ông nội, e là Đường Minh Huy còn chẳng được chia lợi nhuận hàng năm. Bố à, bố muốn con phải nói bố thế nào nữa đây, Đường Tử Di chỉ hận rèn sắt không thành thép, những người mà bố quen biết có quá nhiều kẻ lừa đảo, bố bớt qua lại với họ đi. Diệp Ngọc Quỳnh không muốn con gái tiếp tục phàn nàn về chồng mình, Tử Di à, bố con cũng rất buồn, con đừng nói ông ấy nữa bây giờ nên mau chóng nghĩ cách mới phải. Đường tử di đảo mắt, còn cách gì nữa chứ? Bà nội cả đã nói rồi, trừ phi con gả vào nhà họ Kim, bằng không sẽ không phục chức cho bố. Đúng lúc này, điện thoại của đường tử di reo lên, là Ngô Bình gọi. Cô ấy vội vàng đi qua một bên rồi bắt máy. Bây giờ Ngô Bình đang ngồi trên tàu hỏa. Anh nghiêm túc hỏi, cô đường này, cô nghĩ khu biệt thự Thái Khang hiện giờ có giá trị bao nhiêu? Đường tử di ngẫm nghĩ, Ước chừng 20 tỷ, có điều ở đó nhiều tà ma lắm, không ai mua đâu. Sao anh lại nhắc đến nó? Anh đáp, nếu tôi có cách phá giải tà ma ở khu biệt thự Thái Khang, nhà họ đường các cô có hứng thú đầu tư không? Ngô Bình hiểu rõ, thứ mà nhà họ lưu phải đối mặt không chỉ là sát trận kia, mà còn là sự thiếu hụt cực lớn về vốn đầu tư. Nhà họ lưu muốn trở mình thì cần có sự giúp đỡ của người như đường tử di. Đôi mắt đường tử di sáng rỡ, anh bảo anh có cách phá giải tà ma. Ngô Bình đáp, "Phải, khu biệt thự Thái Khang sắp bình yên vô sự rồi, lắp đặt trang trí một chút là bán được ngay." Nhưng nhà họ Lư đang thiếu tiền, lại thiếu sự hỗ trợ của các mối làm ăn, chỉ còn nhà họ Đường các cô có thể cung cấp thôi. Trong mắt của Đường Tử Di đảo một cái, cô ấy hỏi, "Anh có thể đại diện nhà họ Lư sao?" "Không thể, nhưng cô có thể nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt với họ." Ngô Bình cười nói. Đường Tử Di bảo nếu khu biệt thự Thái Khang thật sự không gặp vấn đề nữa, nhà họ Đường chúng tôi có thể cung cấp cho họ mọi sự trợ giúp cần thiết, trong đó bao gồm hỗ trợ 2 tỷ tiền mặt. Nhưng tôi có một điều kiện, nhà họ Đường muốn lấy 30% quyền nắm cổ phần của khu biệt thự Thái Khang. Ngô Bình trả lời, tôi sẽ liên lạc với nhà họ Lư, lát nữa gọi lại cho cô nhé. Cúp máy rồi, Ngô Bình lại gọi cho Lư Tuấn Phi. Anh ấy đang trên đường về nhà, vừa bắt máy và hay tin nhà họ Đường có thể hỗ trợ anh ấy vui mừng khôn xiết. 30% quyền nắm cổ phần, hoàn toàn có thể, anh ấy đáp ngay. Tình hình hiện tại của nhà họ lưu vốn đã rất tệ, đừng nói là 30%, dù là 50%, anh ấy cũng sẽ nhận lời. Ngô Bình nhắc nhở, tốt nhất cậu nên bàn bạc chuyện này với người nhà. Lưu Tuấn Phi đáp, không cần bàn bạc đâu, Ngô Bình à, chắc chắn bố mẹ mình sẽ đồng ý. Anh nói, vậy được, mình sẽ đưa số của đường tử di cho cậu, Hai người tự thương lượng cụ thể với nhau nhé. Cảm ơn người anh em, Lưu Tuấn Phi nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Ngô Bình Bèn bảo, đừng cảm ơn mình khơi khơi thế chứ, ngày mai gặp hãng nói nhé. Rồi anh chuyển lời cho Đường Tử Di, bảo cô ấy và Lưu Tuấn Phi liên lạc với nhau để bàn sâu hơn về việc hợp tác sau này. Sau khi nhận được hồi âm, Đường Tử Di không liên lạc ngay với Lưu Tuấn Phi, mà nói với Đường Minh Huy, bố chuẩn bị 2 tỷ cho con nhé. Đường Minh Huy suýt nhảy dựng lên, "Con gái cương à, bố làm gì có 2 tỷ?" Đường Tử Di nói, "Bố vẫn là thành viên hội đồng quản trị, có quyền điều động vốn trong vòng 3 tỷ." Đường Minh Huy trước mắt, không ai hiểu con gái bằng bố. Ông cảm nhận được Đường Tử Di lại đánh hơi được cơ hội mua bán nào đó, bèn hỏi, "Tử Di à, làm ăn gì đấy con?" Đường Tử Di mỉm cười, "Nhà họ Lư mời được một chuyên gia. Tà Ma ở khu biệt thự Thái Khang sắp được diệt trừ rồi." Con chuẩn bị đầu tư 2 tỷ vào khu biệt thự Thái Khang. Cao lắm là một năm, 2 tỷ này sẽ biến thành 6 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Đường Minh Huy nghiến răng, được, con đi xác nhận tình trạng đi, chuyện tiền vốn để bố nghĩ cách. Nửa giờ sau, Ngô Bình về đến nhà, lúc này đã hơn 5 giờ chiếu, anh về nhà vì bệnh tình của Trương Lệ cần anh trị liệu mỗi ngày. chương 12, quân tử báo thù. Khi anh về đến nhà thì Trương Lệ đang nấu cơm rồi bà toàn làm món ngô bình thích ăn, còn hấp cua nữa. Một lát sau, ngô mi cũng tàn học về nhà. Cô bé vừa về đến đã hớn hở hỏi anh, anh đoán xem em được bao nhiêu điểm trong kỳ thi thử môn toán lần này. Ngô Bình chớp mắt, 140 điểm. Môn toán cấp 3 rất khó, 130 điểm là số điểm rất cao rồi. 140 điểm đã là thành tích thuộc hàng thánh học. Ngô Nghi cười hì hì, 140 đã là gì, lần này em thi được 146 điểm đó. Ngô Bình kinh ngạc, 146 điểm, cao vậy sao? Ngô Mi gật đầu, đến em còn giật mình, cả trường chỉ có mỗi em giải được câu cuối thôi đấy. Anh bật ngón cái, tiểu Mi nhà mình giỏi mà, tất nhiên là anh rất vui khi biết thành tích của Ngô Mi, liến thoáng ngợi khen. Khi trời sầm tối, bỗng có tiếng gõ cửa, Ngô Bình ra mở cửa, thấy mấy người trung niên đang đứng trước nhà. Anh quen hết mấy người này, đấy là anh em của mãn đại võ họ đến đây làm gì thế nhỉ người dẫn đầu là anh cả của mãn đại võ tên là mãn đại thương gương mặt ông ta đen xì toàn thân đầy mùi thuốc lá hết nhìn trái lại nhìn phải rồi cười hỏi mẹ cậu đâu ngô bình ngô bình không tỏ rõ thái độ nhưng cũng không để họ vào nhà mẹ tôi đang bận có chuyện gì cứ nói với tôi mãn đại thương húng hắng đoạn nói hiện giờ đại võ và tòng hổ vẫn đang nằm viện chị kiểu gì cũng không khỏi tôi nghe nói là cây hòe nhà cậu hiển linh cậu có thể cầu xin hòe tiên bảo nó tha cho đại võ và tòng hổ được không ngô bình thầm buồn cười nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới đáp bố con mãn đại võ lúc thì đào cây lúc lại giữa tường ông nghĩ hòe tiên có thể không nổi giận sao mãn đại thương vội lên tiếng phải phải cậu yên tâm về sau chuyện này chắc chắn sẽ không tái diễn nữa tôi sẽ bảo đại võ xử lý thủ tục bất động sản cho nhà cậu hợp pháp và đúng quy định Ngô Bình đáp, thế thì tôi sẽ thử, để xem hòe tiên có nể mặt tôi không. Chờ tin tức nhé, tôi sẽ thông báo với các ông. Được được, vất vả cho cậu rồi, mấy người họ vô cùng khách sáo, liên tục tỏ ý cảm ơn. Sau khi mấy anh em nhà họ mãn ra về, Ngô Bình đóng cửa rồi vào nhà ăn cơm. Sau bữa tối, anh tiếp tục trị liệu cho Trương Lệ, đến tận khi bà ngủ. Rồi anh lại dùng chân khí để đả thông kinh lạc cho Ngô Mi. Chuyện khai thông kinh mạch bằng chân khí này, người khác dù biết làm cũng sẽ không dám làm, vì nếu không khéo sẽ gây ra hậu quả không hóa điên thì hóa dại. Xong, một khi kinh mạch của não được khai thông thì hiệu quả vô cùng rõ rệt, thời gian càng lâu, sức mạnh trí não của ngô mi sẽ càng phát triển tốt hơn. Chờ đến lúc ngô mi cũng thiếp đi thì đã là 10 giờ rưỡi tối. Anh bèn lái xe đạp đến bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện là bệnh viện tốt nhất của huyện Minh Dương, có hơn 1.000 giường bệnh, là bệnh viện thuộc top 3, với trang thiết bị y tế rất tiên tiến. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã đến dãy phòng bệnh, hỏi y tá xem mãn đại võ và mãn tòng hồ đang nằm ở đâu. Đến trước phòng bệnh, anh đẩy cửa ra, nhìn thấy bố con mãn đại võ và mãn tòng hồ đang nằm trên hai chiếc giường bên trong. Sắc mặt xám xịt, cơ thể chốc chốc lại run lên, vẻ mặt vô cùng khổ sở. Đặc biệt là mãn đại võ, chỉ cần chạm nhẹ một cái, ông ta đã thấy toàn thân đau đớn, còn hét lên rất thảm thương. Người chăm sóc họ là vợ của mãn đại võ, một người phụ nữ đã ngoài 50, đôi mắt đỏ hoe, xem ra đã vất vả thao thức nhiều đêm liền. Thấy Ngô Bình xuất hiện, vợ mãn đại võ vội đứng dậy, Ngô Bình, sao cậu đến đây thế? Ngô Bình đáp, tôi đến thăm họ. Vợ mãn đại võ bắt đầu lau nước mắt, cậu xem, hai bố con đáng chết này, sao cứ phải dỡ tường nhà cậu, đào bới cây nhà cậu cơ chứ? Giờ thì hay rồi, mạo phạm hòe tiên, phải chịu tội. Ngô Bình nói, chiều nay đám người mãn đại thương có đến tìm tôi, nhờ tôi van xin hòe tiên, tôi đã làm theo lời họ. Vợ mãn đại võ xứng sờ, Ngô Bình à, vậy hòe tiên nói thế nào? Ngô Bình vừa kinh ngạc, tối nay tôi chợp mắt một lát, hòe tiên đã báo mộng cho tôi. Nó nói mãn đại võ đã làm nhiều chuyện xấu, vốn dĩ phải chịu phạt nặng. Nhưng nể tình tôi đã lên tiếng cầu xin, hòe tiên quyết định tha thứ thật ư, vợ mãn đại võ cảm mừng, hòe tiên sẽ không trách phạt ông ấy nữa sao? Vẻ mặt ngô bình rất nghiêm túc, có điều hòe tiên nói rằng, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Sau khi tỉnh lại, họ phải quỳ trước cây hòe trong một ngày một đêm, mỗi phút dập đầu một lần. Vợ mãn đại võ dối rít nói, được được, chỉ cần họ không sao, bảo họ quỳ hai ngày cũng được. Ngô Bình gật đầu, đoạn giả vờ đến trước giường thăm người bệnh, âm thầm rút kim châm ra. Kim Trâm vừa được rút ra, hai người họ đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, vợ mãn đại võ còn tưởng là cây hòe hiền linh, vội vàng chắp tay khấn vái rồi niệm liên tục. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã rời đi. Trong tình huống bình thường, bố con mãn đại võ hẳn sẽ hồi phục vào ngày mai. Có điều lửa giận của anh vẫn chưa tan, phải bắt họ quỳ một ngày một đêm trước cây hòe. Ra khỏi phòng bệnh, Ngô Bình lại đến bàn trực của y tá để hỏi vị trí giường bệnh của Tống Thế Kim nhà của Tống Thế Kim rất giàu có, gã nằm ở phòng ICU, chi phí mỗi ngày chừng 10, 20 nghìn tệ. Ngô Bình đến gần phòng bệnh, nhìn xuyên qua cánh cửa lớn, quả nhiên trông thấy Tống Thế Kim đang nằm thoi thóp trong phòng. Có một nhóm người đang túc trực trước cửa phòng bệnh, một đôi vợ chồng trung tuổi đã đỏ hoe đôi mắt, bên cạnh là một bà lão với nét mặt nghiêm nghị, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh. Sự xuất hiện của Ngô Bình đã thu hút sự chú ý của đám người ấy. Người đàn ông trung niên kia nhìn anh, sau đó đứng dậy hỏi, cậu là Ngô Bình. Đương nhiên ông ta biết Ngô Bình, năm xưa cậu con trai Tống Thế Kim đã lái xe tông chết Ngô Trấn Đông Bố của Ngô Bình. Khi đó Ngô Bình điều tra chân tướng vụ việc, chính ông ta đã sai người đến đánh đập anh, cuối cùng dẫn đến chuyện Ngô Bình vô ý gây thương tích, phải ngồi tù 2 năm. Ngô Bình cũng nhận ra người đàn ông trung niên này, ông ta là Tống Hồng Vân, bố của Tống Thế Kim, trưởng họ đời thứ hai của nhà họ Tống. Nhà họ Tống có thế lực rất lớn ở huyện Minh Dương, người nhà họ Tống mà tổ chức tiệc mừng thọ thì cả chủ tịch huyện cũng đích thân đến chúc mừng. "Phải, vẻ mặt của Ngô Bình rất điềm tĩnh." Tống Hồng Bân tiến thêm vài bước, vài vệ sĩ cường tráng cũng theo sau ông ta. Ông ta đưa mắt quan sát Ngô Bình một lượt, không ngờ cậu ra tù rồi. "Tôi nhớ cậu bị tuyên án 7 năm mới phải." Ngô Bình hờ hững đáp, "Biểu hiện tốt, lập được công lao nên tôi được giảm án." Cậu đến đây làm gì?" Tống Hồng bân cau mày, sao Ngô Bình lại biết chuyện con trai ông ta gặp chuyện. Ngô Bình cười nói, "Tôi nghe nói Tống Thế Kim sắp chết nên đến đây tiến gã đoạn đường cuối cùng." "Cậu?" Tống Hồng bân giận đến mức gương mặt đỏ phừng, cậu ăn nói vớ vẩn, Thế Kim vẫn rất ổn. "Thế à, chẳng lẽ người nằm trong ICU không phải là Tống Thế Kim sao?" Ngô Bình cười cười, "Thứ khốn kiếp, tông chết bố tôi mà còn nhởn nhơ ở ngoài được." Có điều quả báo đã đến gã cũng có ngày hôm nay. Tôi phải tạ ơn ông trời. Danh con, đừng đứng đây ngông cuồng, Tống Hồng Bân giận tím tái người, ra hiệu cho vệ sĩ hành động. Hai vệ sĩ bèn lao về phía Ngô Bình, định khống chế anh. Nhưng Ngô Bình lùi về sau rất nhanh để tránh xung đột với họ, chỉ lạnh lùng nói, Tống Hồng Bân, ông chẳng là cái thá gì. Tôi nguyền rủa ông mãi mãi gặp ác mộng, sống không bằng chết. Dứt lời, anh xoay người đi mất, Tống Hồng Bân điên tiết đạp văng thùng rác gần đó, hét lên với vệ sĩ, đuổi theo cho tôi, tẩn cho nó một trận. Nhưng khi hai vệ sĩ xông ra ngoài thì Ngô Bình đã biến mất. Thật ra anh chưa đi xa, vẫn đang đứng trên mái nhà, tầm mắt xuyên qua mặt đất, nhìn chầm chầm vào Tống Hồng Bân. Nếu không phải ông dậy dỗ ra thằng con rác rưởi như Tống Thế Kim, bố tôi sẽ không phải chết. Tống Hồng Bân, chuẩn bị gánh chịu nỗi đau vô tận đi. Rồi anh ngồi xuống, bắt đầu thực hiện một loại chú thuật cổ xưa, chú hiểm tà. Loại chú này sẽ khiến người ta bị ác mộng ám ảnh, không phân biệt được thực và mơ, dẫn đến tình trạng sống không bằng chết. Một loạt âm tiết quái dị phát ra từ miệng anh, người bình thường không thể nghe được âm tiết này, nhưng lại có sức xuyên thấu rất mạnh mẽ. Nó xuyên qua sàn nhà và tác động toàn bộ lên người Tống Hồng Bân. Tống Hồng Bân đang cáu giận thì bỗng thấy cả người lạnh toát, vô thức dùng mình. chương 13, tôi sẽ bịt mắt, cô cởi quần áo đi. Vài phút sau, Ngô Bình đứng dậy rời đi. Đây là lần đầu tiên anh thực hiện chú thuật này, không biết hiệu quả sẽ ra sao. Nếu hiệu quả không tốt, mấy hôm nữa anh sẽ làm lần nữa. Anh về nhà nghỉ ngơi một lát, đến đúng một giờ sáng lại đến công viên Thanh Sơn để luyện ngũ long thánh quyền. Ngô Bình đang luyện ngũ long thánh quyền đến hai con rồng nhỏ hai cánh tay. Bước đột phá sắp đến, nên thời gian này anh phải chăm chỉ tập luyện. Đến vị trí tập quyền lần trước, anh bắt đầu vươn tay vươn chân khởi động. Đợi máu huyết khai thông, anh bắt đầu luyện tập ngũ long thánh quyền. Luyện được hơn một giờ, anh bỗng cảm thấy con rồng lớn ở xương sống nối liền vào cánh tay phải. Anh thầm mừng rỡ, lập tức luyện hăng say hơn. Chẳng bao lâu sau, cánh tay của anh đã dần trở nên linh hốt hơn, từ cánh tay đến vai đã nối liền với con rồng lớn. Anh biết rồng nhỏ của cánh tay phải đã luyện thành rồi. Lúc này, anh lại thi triển quyền pháp, cảm giác hai cánh tay mình tựa giao long ra biển, Lực sát thương cũng tăng gấp mấy lần trước đây. Bất giác đã đến 4 giờ sáng, anh còn muốn tập thêm một lúc thì bỗng nghe tiếng người lên núi, thế là dừng lại. Một lát sau, một ông lão và một cô gái đã rảo bước lên núi, chính là hai người anh đã gặp sáng hôm qua. Ngô Bình hơi nhíu mày, người ngoài xuất hiện thì anh không thể tập quyền tiếp nữa, bèn chuẩn bị rời đi trước. Nào ngờ ông lão kia lại bước thẳng về phía anh, lịch sự chào, tôi là Chu Viễn Sơn, xin chào cậu hôm qua chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, đã khinh thường cậu, mong cậu thứ lỗi. Ngô Bình nhìn ông lão ấy, biết đối phương hẳn đã nhìn ra tu hành của mình. Truyền thừa của anh bắt nguồn từ một nền văn minh tiên tiến hơn trong thời tiền sử, không nhiều người tu hành hiện nay biết rõ về nó. Nhưng anh cảm thấy tu vi của ông lão này khá thấp, trong cơ thể không có chân khí, chỉ có một loại năng lượng mơ hồ, ấy là kinh lực. Không sao, chúng ta không quen biết, khó có thể nói là khinh thường, anh đáp ông lão bèn kéo cô gái kia đến và nói đây là cháu gái tôi thanh niên hôm qua cậu nói rằng con bé có nguy cơ chết trẻ tôi xin cậu hãy cứu mạng con bé ngô bình nhìn nhìn cô gái nọ đoạn bảo chỉ cần xoa bóp và tập luyện theo phương pháp mới sẽ có thể hồi phục trong khoảng một tháng ông lão cảm mừng xin cậu hãy nhân từ ra tay cứu giúp con bé ngô bình ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi hai người sống ở gần đây chứ chu viễn sơn vội đáp không xa xe đỗ ngay dưới chân núi anh gật đầu vậy đưa tôi đến nhà hai người đi ở đây không tiện ông lão vội vàng đồng ý làm người dẫn đường rồi cả ba cùng nhau xuống núi quả nhiên có một chiếc ô tô đỗ trong công viên đó là một chiếc xe sang trọng đáng giá hơn triệu bạc có cả tài xế ông lão ngồi ở ghế phó lại ngô bình và cô gái tên chu thanh niên ngồi ghế sau tôi vẫn chưa hỏi quý tính đại danh của cậu chu viễn sơn nói Tôi là Ngô Bình, Ngô Bình đáp, đoạn nhìn sang Chu Thanh Nhiên, thấy khí chất của đối phương khá lạnh lùng, là mẫu người đẹp khác hẳn Đường Tử Di. Chu Thanh Nhiên đang căng thẳng lắm, cô nàng biết cao thủ ở cảnh giới khí rất khủng khiếp, chỉ cần một chiêu thôi cũng có thể lấy mạng cao thủ như ông nội. Ngồi cạnh người như vậy, có cảm giác như học sinh tiểu học ngồi cạnh thầy giáo nghiêm khắc vậy, thấp thỏm khôn nguôi. Anh Ngô à, nghe nói anh là cao thủ cảnh giới khí, chỉ cần phóng lá hái hoa cũng có thể làm người khác bị thương là thật sao ạ? Chu thanh niên phá vỡ sự im lặng, hỏi vấn đề mà mình tò mò đã lâu. Ngô Bình nghĩ ngợi, làm được, nhưng khá khó. Mục đích chính của tu sĩ luyện cảnh giới khí là đả thông kinh lạc toàn thân, không ai chuyên về luyện tập những thứ mà cô nói. Có thể dùng phi tiêu, sao phải dùng đến lá chứ? Chu thanh niên đỏ mặt, biết câu hỏi của mình thật không chuyên nghiệp. Chu Viễn Sơn vội lên tiếng, cậu Ngô à, tôi đã luyện võ từ năm 13 tuổi, khổ luyện cả đời nhưng hiện vẫn ở cảnh giới lực, không thể đột phá đến cảnh giới khí. Xin hỏi nguyên nhân nằm ở đâu? Trước đó Ngô Bình đã quan sát Chu Viễn Sơn, anh bảo, tu luyện cảnh giới khí cần phải có thầy chỉ điểm. Nếu có người chỉ điểm, ông có thể đạt đến cảnh giới khí bất cứ lúc nào. Chu Viễn Sơn mừng rỡ, xin hỏi cậu Ngô có thể chỉ điểm cho tôi không? Dứt lời, có lẽ ông lão cũng cảm thấy đường đột quá, bèn nói, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu Ngô, Ngô Bình đáp nhẹ, nói sau đi. Anh không quen thân với Chu Viễn Sơn, người ta thường nói không được vì tiện truyền đạo, tất nhiên anh sẽ không nhận lời ngay. Xe chạy được 20 phút thì đỗ lại trước một biệt thự ngoại ô. Phong cảnh ở đây rất đẹp, bên ngoài trồng đầy cây cảnh, còn có nước chảy quanh biệt thự, nên lối ra vào duy nhất là cây cầu đá cổ. Có thể nhìn ra Chu Viễn Sơn rất giàu, căn biệt thự này có giá ít nhất mấy chục triệu. Xuống xe, Chu Viễn Sơn đích thân mở cửa cho Ngô Bình mời anh đến phòng khách lúc này vẫn chưa đến 5 giờ sáng trời còn tối người làm vẫn chưa thức dậy thế nên chu thanh niên đã đích thân pha trà cho ngô bình ngay cả ấm trà cũng là ấm tử xa thượng hạng ngô bình uống mấy tách trà xong bỗng nói với chu viễn sơn ông lánh đi một lát đi chu viễn sơn không dám hỏi nhiều lập tức rời khỏi phòng khách vậy là phòng khách chỉ còn ngô bình và chu thanh niên cô ấy vô cùng căng thẳng ngô bình ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống đoạn nói tôi sẽ khai thông kinh mạch phổi cho cô cô cần cởi quần áo ra không được mặc gì cả chu thanh niên vô thức che mặt gương mặt thanh tú lộ vẻ hoảng sợ ngô bình khẽ cười yên tâm tôi sẽ che mắt mình bằng vải đen bảo cô cởi quần áo chỉ vì muốn tiện cho việc dùng châm thôi sự ngăn cách của vải quần áo sẽ khiến độ chính xác của châm giảm đáng kể nghe anh bảo sẽ bịt mắt chu thanh niên thở phào vậy thì được cô ấy tìm một miếng vải đen gấp lại thật dày và đích thân bịt mắt cho ngô bình ngô bình nói thầm cô cứ bịt chặt vào tôi có đôi mắt nhìn thấu bịt hay không cũng chẳng khác biệt gì bịt vải xong chu thanh niên mới bắt đầu cởi quần áo ra đầu tiên sơ mi trắng sau đó là áo ngực ngô bình đã mở năng lực nhìn thấu vạn vật từ lâu xuyên qua mảnh vải đen anh thấy chu thanh niên đã chút bỏ quần áo vóc dáng rất đẹp làn da trắng ngần anh nhìn mà thấy máu sục sôi anh cố tỏ ra bình tĩnh lấy bộ châm ra, tay phải lấy một cây ngân châm, tay trái vươn về phía trước, vừa nói, tôi phải xác định vị trí trước, khó tránh khỏi việc mạo phạm, xin thứ lỗi. Chu thanh niên đỏ bừng mặt, vì hồi hộp nên hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cảnh tượng dữ dội ấy đập vào mắt khiến Ngô Bình có phản ứng. Thôi được, Chu thanh niên run rẩy nói, cô ấy cảm thấy nếu Ngô Bình đã không nhìn thấy, vậy sơ soạn vài cái cũng không sao bàn tay của Ngô Bình vươn ra, đã ấn nhầm chỗ. Cơ thể mảnh mai run lên, Chu thanh niên khẽ hử giọng. Ngô Bình không dám dở cho gì, bàn tay lập tức dịch ra chính giữa, sau đó rời xuống, ấn vào nơi gần đại tràng, lập tức đâm kim châm vào vị trí giữa dạ dày. Anh lập tức lấy bộ kim châm thứ hai, lần lượt đâm theo đường đi của kinh thủ thái âm phế. Một lúc sau, anh chạm đến bờ vai gầy của Chu thanh niên, xương quai xanh vô cùng xinh đẹp anh không kìm được bèn sờ thêm vài lần đầu ngón tay chạm lên làn da mịn màng mềm mại ấm ấm cảm giác rất việt bàn tay anh lại rời xuống bắp tay trái da rẻ của chu thanh nhiên rất trơn mịn cơ bắp cánh tay đẹp và săn chắc một tay cũng đủ ôm hết không thể sờ quá lâu anh lại nghiêm túc lấy châm ra lần lượt đâm vào huyệt trung phủ vân môn thiên phủ vân vân cho đến huyệt thiếu thương sau khi anh châm cứu xong chu thanh niên đột nhiên ho sù sụ, sụ ho được hồi lâu, cô ấy mới ngạc nhiên hỏi anh, anh à, sao tôi lại ho thế? chương 14, cuộc họp phụ huynh. Ngô Bình đã rụt tay lại, vừa ngưỡng mộ cơ thể nuột nà của Chu thanh niên vừa nói, cô luyện nội công đã làm bị thương đến mạch thủ thái âm ở phổi. Hiện giờ tôi đang giúp cô đả thông kinh mạch, đương nhiên sẽ xảy ra một số phản ứng phụ ban đầu. Không cần quá lo lắng, ho vài cái là không sao rồi. Chu thanh niên nghe vậy mới yên tâm, cảm ơn anh y thuật của anh đúng là thần kỳ. Trước đây tôi luôn cảm thấy phổi của mình có vấn đề, hô hấp khó khăn nhưng giờ dễ chịu hơn nhiều rồi. Ngô Bình gật đầu, có vẻ anh đang khát nước nên đưa tay của Quảng tìm chén trà. Chu thanh niên vội vã cầm chén trà đưa vào tay anh nói, mời anh dùng trà. Lúc này, Chu Viễn Sơn đứng ở phía xa âm thầm quan sát thấy Ngô Bình bịt mắt châm cứu thì trong lòng không khỏi thán phục nhân phẩm của anh. Ông ấy đâu biết rằng Ngô Bình dù có bịt mắt thì cũng nhìn rõ mồn một cháu gái ông ấy. Nếu biết được thì không biết Chu Viễn Sơn có tức đến hộp máu không. Uống trà xong, Ngô Bình bắt đầu hỏi phương pháp luyện công của Chu Thanh Nhiên. Nghe xong, anh suy nghĩ một lát rồi nói, phương pháp luyện công trước đây của cô có vấn đề, luyện công cần phải có âm dương tương hỗ, nếu không sẽ hại đến thân thể. Nói rồi, anh sửa lại phương pháp luyện công cho Chu Thanh Nhiên, bảo cô sau này làm theo. Chu Thanh Nhiên cũng có thể coi là có chút kinh nghiệm tu luyện. Sau khi nghe Ngô Bình nói xong thì hai mắt sáng lên, thốt lên: "Anh thật lợi hại, cách này cũng có thể nghĩ ra. Mặc dù tôi chưa luyện thử nhưng có vẻ mạnh hơn cách tu luyện cũ của tôi rất nhiều." Ngô Bình đặt chén trà xuống đáp: "Được rồi, giờ tôi sẽ châm cứu cánh tay phải của cô." Cứ như vậy, Ngô Bình lại sờ soạng Chu Thanh Nhiên thêm một lượt nữa. Chu Thanh Nhiên giờ không còn lo lắng, vô cùng phối hợp với Ngô Bình. Sau khi châm cứu đã thông xong mạch thủ thái âm ở phổi, Ngô Bình nói, được rồi, mặc quần áo vào đi. Chu thanh niên vội vã mặc quần áo, đợi sau khi chỉnh đốn trang phục xong mới nói, tôi mặc quần áo xong rồi. Ngô Bình bỏ băng bịt mắt ra, nói cứ luyện công theo cách mà tôi bảo thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lúc này, Chu Viễn Sơn cũng bước vào, cười nói, cậu Ngô, cậu đã cứu tiểu nghiên một mạng, là ân nhân của nhà họ Chu chúng tôi, xin hãy nhận của tôi một lại. Ngô Bình dìu Chu Viễn Sơn đứng dậy, nói: "Không cần khách sáo, tôi chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi." Chu Viễn Sơn đáp: "Cậu Ngô, có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu được không? Nhà họ Chu chúng tôi ở Vân Kinh, sau này cậu đi Vân Kinh thì nhất định phải nói với tôi một tiếng, tôi chắc chắn sẽ đón tiếp nhiệt tình." Thực ra Chu Viễn Sơn còn đang hy vọng Ngô Bình sẽ giúp ông ấy đột phá cảnh giới tu luyện hiện tại. Ngô Bình hiểu ý của ông ấy, anh nghĩ một lát rồi sau cùng cũng để lại số điện thoại. Chu Viễn Sơn lấy ra một tờ chi phiếu, trịnh trọng nói, cậu vất vả rồi, đây là một chút thành ý của tôi. Ngô Bình liếc nhìn, là một tờ chi phiếu 500.000 tệ. Anh thoáng do dự, sau đó cũng nhận lấy tờ chi phiếu. Hiện giờ anh vẫn đang khá thiếu tiền, số tiền này không thể không nhận. Ban đầu Chu Viễn Sơn vốn định cho xe đi tiễn anh, nhưng Ngô Bình đã từ chối. Anh xua xua tay, đi bộ qua cây cầu đá, sau đó bóng anh thoáng lắc lư rồi biến mất. Chu Viễn Sơn quay lại phòng khách, lập tức hỏi, "Tiểu Nghiên, giờ cháu cảm thấy thế nào?" Chu Thanh Nhiên đáp, "Ông nội, y thuật của anh ấy quả thực rất lợi hại, cháu cảm thấy vô cùng thoải mái, đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Hơn nữa, anh ấy còn dạy cháu phương pháp tu luyện vô cùng thần kỳ." Chu Viễn Sơn thở phào nhẹ nhõm, ông cảm thấy cậu ấy là một bậc kỳ tài, chúng ta nhất định phải tìm cách kết giao. "Thanh Nhiên, nếu rảnh rỗi cháu hãy thường xuyên liên lạc với cậu ấy." hai đứa đều còn trẻ, sẽ có tiếng nói chung. Chu thanh niên đỏ mặt đáp, ông nội, cháu có bạn trai rồi. Chu Viễn Sơn khẽ thở dài, bệnh của chú cháu có chữa khỏi được hay không có lẽ phải nhờ cả vào cậu trai trẻ này. Vừa nghe tới chú mình, vẻ mặt Chu thanh niên không khỏi buồn bã đáp, ông nội yên tâm, cho dù phải quỳ xuống cầu xin anh ấy thì cháu cũng sẽ nhờ bằng được anh ấy chữa bệnh cho chú. Ngô Bình trở về nhà, lúc đó đã hơn 6 giờ. Anh tiện đường mua đồ ăn sáng, sau đó chừng 7 giờ anh gọi Trương Lệ và Ngô Mi dậy ăn sáng. Đang ăn thì bên ngoài có động tính, Ngô Bình nhìn ra ngoài thì thấy hai bố con mãn đại võ và mãn tòng hổ đang quỳ trước cây hòe. Hơn nữa, cứ một phút là họ lại dập đầu một lần, miệng lẩm nhẩm gì đó. Cảnh tượng khó hiểu này đương nhiên đã thu hút không ít người tò mò tới vây quanh xem. Ai nấy thi nhau bàn tán rôm giả. Hai bố con họ mãn mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng, họ dập đầu về hướng nhà Ngô Bình người nào không biết còn tưởng bọn họ đang dập đầu đền tội với nhà họ ngô. Nghe nói gì chưa, vị tiên trên cây hòe của nhà họ ngô thực sự linh lắm, chỉ cho hai bố con họ mãn một trận nên thân, khiến họ ngoan ngoãn chạy tới thỉnh tội. Trường thôn bắt nạt người quá đáng, đến thần tiên cũng không vừa mắt. Sau này chúng ta phải thường xuyên thắp hương cho vị tiên này, xin thần phù hộ cho. Đúng đúng, ngày mai tới thắp hương luôn. Ngô Bình liếc mắt nhìn, cười lạnh rồi tiếp tục ăn cơm. Nếu hai bố con họ mãn này có thể ngoan ngoán quỳ ở đó một ngày thì anh sẽ không truy cứu nữa. Nhưng nếu hai bố con này dám dở trò thì anh sẽ trị cho đến nơi đến chốn. Ăn cơm xong, Ngô Bình lại lấy xe đưa Ngô Mi đi học. Trường Trung học Phổ thông số 1 là ngôi trường cấp 3 tốt nhất huyện Minh Dương, chất lượng học sinh giỏi luôn trên 80%. Nghĩ lại năm xưa, kết quả học tập của Ngô Bình không tốt nên không được vào trường Trung học Phổ thông số 1, cuối cùng chỉ đành theo học trường Trung học Phổ thông số 2 khi tới cổng trường, Ngô Mi nhảy xuống khỏi xe, nói anh, sáng nay có buổi họp phụ huynh. Ngô Bình hơi ngạc nhiên hỏi, họp phụ huynh, vậy em bảo mẹ tới đi. Ngô Mi bĩu môi, anh cũng đã đến tận đây rồi thì đi họp cho em luôn đi. Ngô Bình nghĩ mình ở trong tù 2 năm, đã không ở bên cạnh người thân. Giờ về rồi thì anh đi họp phụ huynh cho Ngô Mi một lần cũng là chuyện thường tình, cho nên anh gật đầu đồng ý. Ngô Bình rong xe, hai anh em đi vào trong trường. Lúc này, có một chiếc BMW X6 đi lướt qua. Chiếc xe hạ tốc độ, cửa xe mở ra, một nữ sinh mặt tròn thò đầu ra hỏi Ngô Mi, Ngô Mi, cậu đi xe đạp đi học sao? Ngô Mi nhìn nữ sinh kia đáp, đúng vậy Vương Tường, đây là anh trai tôi. Nữ sinh kia đánh giá Ngô Bình một lượt, trong ánh mắt thoáng hiện sự khinh bỉ, nói tôi đi trước đây. Chiếc xe lại tăng tốc, Ngô Mi nói anh, hồi trước cậu ta có thành tích đứng đầu cả lớp em. Có điều, lần sau thi thử em chắc chắn sẽ giành lấy vị trí đó ngô bình cười đáp được tiểu mi giỏi nhất em nghe nói trường em mỗi năm có ba suất tuyển thẳng vào đại học hoa thanh bác của cậu ta là huyện trưởng bố cũng là thương nhân nhiều tiền thầy giáo chắc chắn sẽ để một suất cho cậu ta ngô mi có vẻ hơi thất vọng cúi mặt xuống ngô bình cười đáp đó là chuyện của bạn đó không liên quan đến chúng ta có phải không em học giỏi như vậy chắc chắn có thể vào đại học hoa thanh bằng thực lực của mình Ngô Mi gật đầu thật mạnh, anh, em chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức. Hai người đi tới phòng học phụ huynh, lúc này đã có không ít học sinh và phụ huynh tới, bao gồm cả nữ sinh vừa nói chuyện với Ngô Mi ban nãy. Ngô Bình ngồi hàng cuối cùng, anh nói với Ngô Mi, Tiểu Mi, sau này có cuộc thi vật lý, toán học nào em đều đăng ký tham gia hết nhé. Chỉ cần em giành được giải nhất toàn tỉnh thì có thể tham gia dự tuyển vào trường đại học Hoa Thanh. Ngô Mi xứng lại hỏi, những cuộc thi đó đều rất khó, liệu em có làm được không? Ngồi bên cạnh là một phụ huynh đeo kính đen, chắc ngoài 40 tuổi. Người đó nhìn sang Ngô Bình, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ chế nhạo nói, nghe tôi khuyên chân thành một câu, những cuộc thi đó không phải ai cũng tham gia được đâu. Nếu IQ không đủ thì có đăng ký cũng chỉ mất thời gian. Sau đó người này lại đổi giọng kiêu ngạo nói, như con trai tôi thì lại khác, toán và lý của nó rất giỏi, không tham gia những kỳ thi đó thì đúng là lãng phí nhân tài. Cho nên, tôi đã đăng ký cho nó tham gia hai kỳ thi của tỉnh sắp diễn ra ngô bình tức đến quặn cả ruột cái gì gọi là iq không đủ anh lập tức phản bác nói phải thông minh như em gái tôi thì chắc chắn phải lấy được giải nhất toàn quốc không tham gia thì đúng là lãng phí nhân tài đối phương không khỏi bật cười mỉa mai giải nhất toàn quốc hài hước thật đấy ngô bình đáp sao lại gọi là đùa được tôi đang rất nghiêm túc đúng rồi kỳ thi toán lần trước con trai chị được bao nhiêu điểm. Người phụ nữ trung niên kia nói với vẻ đầy kiêu ngạo, con trai tôi học toán cực giỏi, lần trước mặc dù đề toán rất khó nhưng nó vẫn được 124 điểm, đứng thứ ba toàn trường. Được lắm, được lắm, Ngô Bình gật đầu. Người kia lại tiếp tục ra vẻ, cũng không còn cách nào. Toán học cần phải có năng khiếu. Ngô Bình cười hỏi Ngô Mi, Tiểu Mi, em thi được bao nhiêu điểm? Ngô Nghi biết anh mình định dằn mặt kẻ huynh hoang kia nên vô cùng hợp tác, anh, em được 146 điểm. Có một câu làm hơi ẩu nên mới không được điểm tuyệt đối. Ngô Bình giận dữ, làm ẩu, sao em có thể cầu thả như vậy, bài toán đơn giản như vậy, sao lại không được điểm tuyệt đối. Nếu không thì sao em có thể đứng nhất toàn quốc được cơ chứ. Làm sao vào được Đại học Hoa Thanh. Ngô Nghi cúi đầu đáp, vâng, em sai rồi ạ. À. Người phụ nữ trung niên kia biểu cảm vô cùng phong phú, cơ mặt cứng ngắc, 146 điểm sao. Chương 15, đầu óc ông có vấn đề. Ngô Bình lại hỏi Ngô Mi, "Tiểu Mi, trước mặt là thầy giáo dạy toán của em phải không?" Ngô Mi chỉ về phía trước, nơi có một người đàn ông trung niên cắt đầu mái bằng, mặc bộ đồ kaki cổ điển, trông rất giống những người thời xưa. Ngô Bình bước tới, chào hỏi thầy giáo, "Chào thầy, tôi là anh trai của Ngô Mi, Ngô Bình." Thầy giáo vội vã gật đầu, cậu là anh trai của Ngô Mi sao? Chào cậu, thành tích học tập của Ngô Mi trước giờ đều rất tốt, đặc biệt là kỳ thi toán lần trước, cô bé đã đạt 146 điểm, đứng đầu toàn trường. Ngô Bình, đúng vậy, Ngô Mi từ nhỏ đã có năng khiếu học toán. Thưa thầy, liệu có thể cho nó tham gia kỳ thi toán học dành cho học sinh trung học trên toàn quốc được không? Thầy giáo suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp, với thành tích của Ngô Mi hiện tại thì thực sự có thể tham gia. Có điều, đối với các học sinh tham dự kỳ thi này thì nhà trường phải đặc biệt cử một giáo viên dạy toán phụ đạo trước kỳ thi. Việc này có thể tốn rất nhiều tiền. Ngô Bình mỉm cười đáp, tiền không thành vấn đề. Thầy giáo dạy toán gật đầu đáp, vậy được rồi, việc này tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Bên cạnh thầy giáo dạy toán chính là nữ sinh tên Vương Tường kia, còn cả phụ huynh của nữ sinh đó. Phụ huynh này là một người phụ nữ trung niên ăn mặc có vẻ rất sang trọng. Thưa thầy, em cũng muốn tham gia. Vương Tường có vẻ đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người nên lập tức nói. Thầy giáo dạy toán nhìn Vương Tường đáp, "Vương Tường, thực ra thành tích môn toán của em cũng rất khá, nhưng điểm thi lần trước chỉ có 121, cho nên." "Thầy ơi, lần đó em chưa phát huy tối đa được năng lực, lần sau chắc chắn em sẽ đứng đầu toàn trường, thầy hãy tin em." Vương Tường vô cùng tự tin nói. Thầy dạy toán chỉ đành gật đầu đáp, "Vậy được rồi, thầy sẽ nói với thầy hiệu trưởng." lúc này ở cửa phòng họp có tiếng động lớn một đám phụ huynh cùng một nam sinh lao vào trong trong đó có một người tầm tuổi trung niên đưa mắt giáo giác nhìn khắp căn phòng rồi gầm lên ai là ngô mi cút ra đây cho tao ngô mi vốn cầm tinh con thỏ đế bị dọa cho sợ đến nỗi mặt trắng bệch nép sau lưng ngô bình vương tường mắt sáng lên lập tức chỉ về phía ngô mi nói đó chính là ngô mi các người tìm ngô mi làm gì người đàn ông trung niên kia lập tức lao tới chửi mắng mẹ kiếp dám ve vãn con trai tao khiến kết quả học tập của nó xuống dốc không phanh thứ vô liêm sỉ ai là phụ huynh của mày gọi ra đây cho tao ngô bình tức đến quặn ruột anh liếc nhìn nam sinh vừa đen vừa béo vừa lùn đứng sau người đàn ông trung niên kia lạnh lùng đáp nói chuyện cẩn thận chút con trai ông xấu thế này lại còn ngu dốt vậy mà lọt được vào mắt xanh của em gái tôi sao anh nói dứt lời những người đang đứng xung quanh cười rộ lên. Người đàn ông trung niên kia nổi trận lôi đình gầm lên, nói láo: "Con trai tôi mà xấu à? Cấp trên của cậu là ai?" Ngô Bình: "Thế cấp trên của anh là ai?" Người đàn ông trung niên cười lạnh: "Tôi không phải người cậu có thể động tới đâu." Ngô Bình đáp: "Ái trà, khẩu khí lớn quá nhỉ." "Thì đã sao, là do con bé Ngô Mi kia vô liêm sỉ, dám dụ dỗ con trai tôi. Trước kia thành tích của con trai tôi tốt biết bao." vậy mà hiện giờ lại đứng số một từ dưới lên, lại một người đàn bà trung niên nhảy ra, lớn tiếng quát. Hai người này thi nhau lăng mạ ngô nghi, ngô bình không thể nhịn được nữa, lạnh lùng cảnh cáo, chú ý từ ngữ của các người. Người đàn ông trung niên cười lạnh, chỉ vào ngô nghi đáp chủ nhiệm đâu. Loại học sinh thế này phải lập tức đuổi học cho tôi. Ngô Bình thức điên, tay phải đã nắm thành nắm đấm, chuẩn bị cho tên thối tha này một bài học nhớ đời đúng lúc đó một cô gái chân dài xinh đẹp bước vào chẳng ai khác mà chính là chu thanh niên mà ngô bình mới trị bệnh cho không lâu trước đó đằng sau lưng cô còn có một nữ sinh hai người họ vừa đi vừa cười nói chu thanh niên lập tức nhận ra ngô bình mắt sáng lên gọi anh ngô sau đó nhanh chân chạy tới vô cùng vui vẻ ngô bình cũng đã nhìn thấy chu thanh niên anh hỏi cô chu sao cũng ở đây vậy chu thanh niên cười đáp em họ tôi chuyển tới đây học hôm nay tôi đưa nó đến. Người đàn ông trung niên kia ban đầu vẻ mặt vô cùng hống hách nhưng sau khi nhìn thấy Chu thanh niên thì đột nhiên sững lại, sau đó giật mình một cái rồi chuyển sang vẻ mặt vô cùng thảo mai su nịnh, xin hỏi, cô là cô chủ Chu phải không? Chu thanh niên nhìn ông ta với vẻ khó hiểu, hỏi ông là... À, tôi là Uông Tinh Thành, lần trước ông cụ Chu đến đây giám sát, tôi phụ trách tiếp đón ông ấy. Chúng ta đã gặp nhau một lần, Chu Thanh Niên không tài nào nhớ nổi người này là ai. Nhà họ Chu là danh gia vọng tộc trong tỉnh, bố cô lại là người đứng đầu thành phố này nên cô căn bản không để ý đến những nhân vật tôm tép như thế. Cô ủ một tiếng rồi không thèm quan tâm đến người đàn ông đó nữa. Chu Thanh Niên quay sang nói với Ngô Bình: Anh Ngô, không ngờ lại gặp được anh ở đây, tôi rất mừng. Uông Tinh Thành kia thấy Chu Thanh Niên khách sáo với Ngô Bình như vậy thì tim đập bình bịch, không biết Ngô Bình này rốt cuộc là người như thế nào. Ngô Bình đáp, tôi tới học phụ huynh, nhưng gặp phải một kẻ không biết điều, tự xưng là người có máu mặt trong huyện. Uông tinh thành chân mềm nhũn ra, còn mặt thì trắng bệch. Chu thanh niên cau mày lại, giận dữ nhìn Uông tinh thành, bố tôi dạy dỗ các người như thế nào. Không được ỷ thế hiếp người, vậy mà ông coi như gió thoảng qua tai sao. Uông tinh thành sắp khóc đến nơi rồi, ông ta vội vã nói, cô chủ, đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Vậy sao, không phải ông nói em gái tôi dụ dỗ con trai ông sao?" Ngô Bình lạnh lùng hỏi. Uông Tinh Thành lập tức đáp, "Không có chuyện đó. Là thằng con vô dụng của tôi, nó thấy Ngô Mi xinh đẹp nên muốn theo đuổi cô bé. Nhưng Ngô Mi chỉ chuyên tâm học hành, không thèm để ý đến nó. Thằng con vô dụng của tôi rất đau lòng nên kết quả học tập vượt dốc không phanh. Tất cả đều là do thằng con tôi tự làm tự chịu, không liên quan gì đến Ngô Mi." Người đàn ông này lật mặt còn nhanh hơn lật sách mới vài phút trước còn hùng hùng hổ hổ vậy mà giờ lại đột nhiên xuống nước nhập vai trong một nốt nhạc khiến ngô bình không khỏi thán phục có điều anh còn cảm thấy giận dữ hơn cả ban nãy hóa ra tên khốn nạn này biết rõ mọi chuyện vậy mà vẫn cố tình sỉ nhục ngô nghi đúng là không dạy cho một bài học thì không được ngô bình không nhìn ông ta nữa mà quay sang chu thanh niên tôi nghe nói nếu sức khỏe không tốt thì sau này sẽ không thể thăng tiến được chu thanh niên gật đầu đáp đương nhiên nếu sức khỏe không tốt thì làm gì có tinh thần mà làm việc cơ chứ. Ngô Bình gật đầu, anh nói với Uông Tinh Thành, tôi thấy sắc mặt ông không tốt, có vẻ là đầu óc có vấn đề. Ông mau về nhà rồi đi chữa bệnh đi. Uông Tinh Thành nghe vậy thì lập tức phủ nhận, nói mình không có vấn đề gì cả. Nhưng vừa nói dứt lời thì ông ta đột nhiên sùi bọt mép, đổ hình một cái về phía sau. Đằng sau là bậc cầu thang, gáy của ông ta đập vào cạnh cầu thang, máu tươi tuôn xối xả. Những người phía sau vô cùng hoảng hốt, đám đông nháo nhào cả lên. Người thì lao vào đỡ ôm Tinh Thành dậy, người thì gọi xe cấp cứu. Đây đương nhiên là do Ngô Bình âm thầm ra tay, anh đã phóng ra một cây kim châm vàng. Một kim đó đã làm vỡ một mạch máu không mấy quan trọng ở não, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ để lại di chứng miệng siêu mắt vẹo. Nhưng đối phương ngã đập đầu vào bậc cầu thang hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh. Cú ngã đó rất mạnh, hộp sọ xuất hiện vết nứt gây chấn động đến não là điều không thể tránh khỏi. Người nhà họ uông sợ đến nỗi đứng như trời trồng, vội vã gọi xe cứu thương. Bọn họ đến nhanh nhưng đi cũng nhanh như một cơn gió, trong phòng họp lại im lặng như lúc trước. Chu thanh niên vô cùng thán phục, nói kỹ thuật của anh đúng là thần kỳ. Ngô Bình đáp, đó không đáng là gì. Một lát sau giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện, cuộc họp diễn ra bình thường. Mục đích cuộc họp cũng rất đơn giản, đã là học kỳ 2 lớp 11, Thầy chủ nhiệm hy vọng học sinh tiếp tục cố gắng để thi cuối kỳ thật tốt, tạo nền tảng cho năm lớp 12. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, đột nhiên thầy chủ nhiệm nói, "Mời phụ huynh của em Ngô My nói chuyện với tôi một lát." Ngô Bình đi theo giáo viên chủ nhiệm tới một góc trong phòng họp. Thầy chủ nhiệm cỡ chừng ngoài 30, thầy hỏi Ngô Bình, "Cậu là anh trai của Ngô My sao?" Ngô Bình gật đầu đáp, "Vâng thưa thầy Dương." Thầy chủ nhiệm họ Dương nói tiếp, tôi muốn nói chuyện với cậu về vấn đề kỷ luật của cô bé. Tôi nhận được khiếu nại của vài phụ huynh nói rằng Ngô Mi quan hệ quá thân thiết với mấy bạn nam khiến phụ huynh của mấy cậu bé đó rất bất mãn, nói rằng vì đó mà kết quả học tập của con họ sa sút. Chương 16: Phá sát trận ở biệt thự Thái Khang. Ngô Bình nheo mắt lại đáp, "Tiểu Mi nhà tôi tôi hiểu rõ nhất. Chắc chắn là đám nam sinh kia có ý với con bé, điều này tôi có thể hiểu được." mong rằng những học sinh đó không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của ngô mi nhà tôi. Thầy chủ nhiệm xứng lại, đây vốn là điều thầy định nói nhưng sao ngô bình lại cướp lời nói trước mất rồi. Thầy chủ nhiệm ho khan vài tiếng, đáp anh trai ngô mi, ý của tôi là. Tôi hiểu ý của thầy, thầy đang lo những học sinh kém kia sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của ngô mi. Thế này đi, tôi lập tức đi tìm hiệu trưởng để chuyển ngô mi sang lớp khác. Thầy xem như vậy có được không, Ngô Bình nhìn thầy chủ nhiệm hỏi. Thầy chủ nhiệm xứng người, vội vã nói: Tôi không có ý đó. Tôi hiểu. Ngô Bình căn bản không để thầy chủ nhiệm có cơ hội được nói. Tôi sẽ không để thầy phải khó xử đâu, cứ quyết như vậy đi. Nói rồi, Ngô Bình kéo theo Ngô Mi quay lưng đi khỏi đó. Anh, giờ chúng ta làm gì? Ngô Mi hỏi. Về nhà. Ngô Mi sướng sở hỏi, không đi học nữa sao? Ngô Bình đáp: Không phải vội, đợi anh chuyển lớp cho em. Cái lớp này quá tạp nham, thầy giáo chủ nhiệm cũng chẳng ra gì. Ngoài ra, nhân cơ hội này em hãy đăng ký tham gia cuộc thi toán học dành cho học sinh trung học phổ thông trên toàn quốc. Anh đã tra cứu thông tin rồi, còn nửa tháng nữa là cuộc thi sẽ diễn ra, giờ vẫn kịp đăng ký, em phải tích cực ôn tập. Ngô Bình đã lên mạng xem thông tin, 200 học sinh đứng đầu kỳ thi toán toàn quốc có thể tham gia Olympic toán toàn quốc. Sau đó, nếu thành tích đủ tốt thì sẽ được vào đội tuyển quốc gia sau cùng có thể tham gia Olympic toán quốc tế. Ngô mi thần người ra, anh, người ta đều được đào tạo bài bản, thậm chí là học sinh top đầu được đào tạo hơn một năm trời, sao em có thể đấu lại được cơ chứ? Ngô bình đáp, sợ gì chứ, anh sẽ tìm cao thủ bồi dưỡng cho em. Cao thủ, cao thủ nào, ngô mi cảm thấy như mình sắp phát điên lên rồi. Hai người đang định rời khỏi đó thì Chu thanh niên đột nhiên nói, anh ngô, có lẽ việc này tôi sẽ giúp được. Ngô Bình dừng bước, hỏi, hả, cô có thể giúp tôi sao? Chu thanh niên mỉm cười đáp, hồi còn đi học tôi cũng từng tham dự kỳ thi Olympic toán, nếu anh không ngại thì để tôi phụ đạo cho em gái anh. Vậy có được không? Cô sao? Ngô Bình có vẻ không tin lắm, hỏi lại, vậy cô có được giải không? Chu thanh niên cười đáp, giải ba toàn khu vực viêm long, như vậy có được không? Ngô Bình nghe xong thì thấy thành tích này đúng là vô cùng ấn tượng nên đáp, được, vậy làm phiền cô chủ Chu rồi không cần khách sáo, có thể giúp được anh Ngô, tôi rất vui. Chu thanh niên mỉm cười nói tiếp, còn nữa, nếu muốn tham gia kỳ thi toán cả nước thì tốt nhất là nên chuyển lớp cho cô bé, việc này tôi cũng có thể giúp. Vậy sao, vậy tôi xin nhờ cả vào cô, Ngô Bình vô cùng mừng rỡ. Sau khi tạm biệt Chu thanh niên, hai anh em Ngô Bình về nhà. Lúc về tới nhà đã là hơn 10 giờ, Ngô Bình bảo Ngô Mi trước hết hãy xem những quyển sách phụ đạo môn toán còn anh thì vội vã chạy ra ga tàu anh đã hẹn với Lưu Tuấn Phi buổi trưa sẽ giúp anh ấy diệt trừ thứ tả vật đang ám biệt thự Thái Khang. Chiếc xe đi đến Vân Kinh, Lưu Tuấn Phi đã chờ sẵn ở ngoài từ lâu. Bên cạnh anh ấy là một người đàn ông trung niên, không quá lớn tuổi nhưng tóc đã bạc hết nửa đầu. Đó không ai khác ngoài bố của Lưu Tuấn Phi Lưu Trấn Sơn. Sau khi Lưu Tuấn Phi giới thiệu xong, Ngô Bình vội vã bước tới chào hỏi, chào chú Lưu. Lư Trấn Sơn vội vã nắm chặt lấy tay Ngô Bình đáp, tiểu ngô, thực sự cảm ơn cháu. Cháu thực sự có cách để tiêu trừ thứ tả vật này sao? Ngô Bình gật đầu đáp, không vấn đề gì, chú cứ yên tâm. Những thứ mình cần, cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Ngô Bình quay sang hỏi Lư Tuấn Phi. Đều đầy đủ rồi, mình để hết ở trong cốp xe, Lư Tuấn Phi vội vã đáp. Sắp giữa trưa rồi, xuất phát thôi, Ngô Bình hô tay, ba người họ cùng lên chiếc xe của Lư Tuấn Phi, đi về phía biệt thự Thái Khang. Khi đến cổng vào, vẻ mặt Lưu Trấn Sơn vô cùng lo lắng, hai tay run rẩy lấy từ cốp xe ra những thứ Ngô Bình yêu cầu. Ngô Bình ngược lại vẫn vô cùng thong thả, anh lấy một ít chu sa, bột sừng tê giác trộn với nước mắt bò tạo thành một hỗn hợp sệt sệt. Sau đó anh lại dùng lông nghi bò làm thành một cây bút lông để vẽ bùa. Chỉ một lát sau là mọi thứ đã hoàn thành, anh lấy ra loại giấy dùng để viết bùa, vẽ lên đó một hình thù vừa phức tạp vừa cổ quái. Việc vẽ bùa này thực chất là luân chuyển chân khí trong nội thể, để linh khí trong người vào trạng thái thiền rồi truyền vào lá bùa. Chỉ có như vậy mới vẽ ra được lá bùa có linh. Nếu lá bùa không linh ngược lại sẽ bị phản vệ khiến ma xui quỷ khiến, còn lá bùa có linh sẽ khiến ma kêu quỷ khóc. Kỹ năng vẽ bùa của Ngô Bình bắt nguồn từ kỹ thuật tạo bùa của thiên địa huyền hoàng quyết. Dùng chân khí huyền hoàng để dẫn linh khí của đất trời, tiêu diệt tà vật. Sau khi vẽ xong lá bùa đầu tiên, Ngô Bình mở thần thông nhãn. Anh nhìn thấy bên trên lá bùa có một lớp linh khí, có thể thấy lá bùa này tuyệt đối không tầm thường. Ngô Bình vô cùng hài lòng, quay sang hỏi hai cha con họ Lư, công nhân vẫn chưa tới sao? Trước đó anh đã yêu cầu Lư Tuấn phi tìm 20 công nhân, còn yêu cầu họ mang theo dụng cụ khai quật để đào cái bình dưới đất kia lên. Lư Trấn Sơn đáp, họ sắp tới rồi. Ngô Bình gật đầu, tiếp tục vẽ bùa. Không lâu sau anh đã hoàn thành 20 lá bùa lúc này mặt ngô bình đã trắng nhợt hóa ra việc vẽ bùa hao tổn rất nhiều tinh lực ngô bình còn một lúc vẽ nhiều bùa như vậy nên đã kiệt sức cậu không sao chứ lư tuấn phi vội vã hỏi ngô bình xua tay đáp không sao mình nghỉ ngơi một lát là ổn thôi nhân lúc công nhân chưa tới ngô bình hỏi chú lư nhà họ lư các chú có từng đắc tội với nhân vật lợi hại nào không lư trấn sơn cười khổ đáp làm ăn khó tránh đắc tội với người khác nhưng mâu thuẫn không quá lớn ngô bình hỏi tiếp vậy chú có từng tiếp xúc với ai biết dùng tà thuật không lư trấn sơn suy nghĩ một hồi rồi đáp không trước kia chú không tin những thứ này sau này biệt thự thái khang xảy ra chuyện chú đã tìm không ít cao nhân tiêu tốn không ít tiền của nhưng không ai giải quyết được vấn đề này nói đến đây lư trấn sơn lập tức nói tiểu ngô cháu yên tâm cháu giúp đỡ chú như vậy chú chắc chắn sẽ không bạc đãi cháu ngô bình xua tay đáp việc nhỏ thôi mà Tuấn Phi là anh em của cháu. Cháu giúp cậu ấy là điều đương nhiên. Đúng lúc này thì công nhân tới. Ngô Bình bảo Lưu Tuấn Phi phát 20 lá bùa cho họ, bảo họ để nó trước ngực. Sau đó, anh lại vẽ thêm hai lá bùa nữa cho Lưu Tuấn Phi và Lưu Trấn Sơn. Loại bùa này có tác dụng hộ thần, bảo vệ hồn thể không bị tà khí xâm nhập. Đoàn người có bùa bảo vệ, lập tức bắt tay vào việc. Thứ đầu tiên cần khai quật là cái bình lớn ở biệt thự trên đỉnh núi, Bên trong chiếc bình đó đựng xương cốt của quỷ mẫu. Đoàn người đi lên đỉnh núi, dùng máy móc thăm dò còn Ngô Bình đứng ở phía xa canh chừng. Lúc này Lưu Tuấn Phi bước tới, thái độ của anh ấy đối với Ngô Bình đã thay đổi rõ rệt, không còn gọi Ngô Bình như trước mà chuyển sang gọi là anh Bình. Ngô Bình cũng không hề khách sáo mà nhận là anh luôn. Anh, hôm qua em đã nói chuyện với đường tử di rồi, nhà họ đường đồng ý hợp tác với nhà họ Lưu. Họ sẽ rót vốn 2 tỷ tệ. Đồng thời sẽ dùng mạng lưới quan hệ của họ giúp nhà họ Lư khởi động lại dự án biệt thự Thái Khang. Ngô Bình Đáp, được đấy, chỉ cần dự án này được lên sàn trở lại, nhà cậu không chỉ trả được nợ mà còn kiếm được một khoản lớn." Lư Tuấn Phi nói bằng giọng đầy cảm kích, "Em đâu có ngờ rằng anh Bình của em lại là một cao nhân cơ chứ?" Ngô Bình Đáp, "Anh cũng tình cờ học được trận pháp này thôi, coi như nhãi con cậu gặp may." Lư Tuấn Phi cười hi hi đáp, "Anh, cô chủ đường thực sự là bạn gái anh sao?" Ngô Bình đảo mắt chán trường đáp, cậu nói xem, đương nhiên không phải, anh mày vừa mới ra tù, còn người ta là tiểu thư danh gia vọng tộc làm gì có chuyện thích anh. Lưu Tuấn Phi thở dài, đáng tiếc, anh à, mặc dù anh rất lợi hại nhưng nhà có thế lực như nhà họ đường coi trọng nhất là môn đăng hộ đối. Ngô Bình căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện này, anh đáp, nhà họ đường cũng không bị thiệt, phi vụ này có lợi cho cả hai bên. Vừa hay cậu cũng sắp tốt nghiệp, có thể giúp đỡ gia đình. Lưu Tuấn Phi gật đầu cười đáp anh, giai đoạn 1 của dự án biệt thự Thái Khang này sẽ tu bổ 200 căn biệt thự. Trong đó căn biệt thự tốt nhất là biệt thự Thái Khang số 1, nằm trên đỉnh núi. Chỉ riêng căn biệt thự này đã có diện tích 15 mẫu, diện tích xây dựng là hơn 5.000m2, có hồ bơi, vườn, sân đỗ trực thăng, phải nói là cực đẹp. Ngô Bình Đại Khái đã đoán ra Lưu Tuấn Phi định nói gì. Anh đáp căn biệt thự như vậy vốn xây dựng chắc chắn không rẻ nhỉ. Đương nhiên rồi, vốn rót vào đó đã hơn 100 triệu tệ. Hiện giờ giá thị trường của nó ít nhất phải 300 triệu tệ, nói đến đây, Lư Tuấn Phi nhìn Ngô Bình nói tiếp anh, anh đã cứu nhà họ Lư. Căn biệt thự Thái Khang số 1 này em tặng cho anh. Tặng anh sao? Ngô Bình nói tiếp, món quà này quá quý giá, chúng ta là anh em, anh giúp cậu là đương nhiên, không cần phải tặng quà. Lư Tuấn Phi nghiêm mặt đáp, đã là anh em thì không được khách sao? hơn nữa đây cũng là ý của bố em ngô bình cũng không khách sáo nữa hiện giờ ở vân kinh tắc đất tắc vàng có một căn biệt thự như vậy là chuyện tốt không tưởng vậy được anh sẽ nhận ngô bình đáp lưu tuấn phi rất vui mừng đáp anh à đợi đến khi toàn bộ dự án biệt thự thái khang được lên sàn nhà họ lư sẽ kiếm được hàng chục tỷ đến lúc đó em sẽ mời anh đến tập đoàn lưu thị làm chủ tịch rồi chia cổ phần cho anh ngô bình xua tay đáp tặng anh một căn biệt thự là quá đủ rồi anh không cần cổ phần. Lưu Tuấn Phi cũng không nhắc vấn đề này nữa, tiếp tục nói về việc hợp tác giữa nhà họ Lưu và nhà họ Đường. Hai người họ nói chuyện như vậy cũng được hơn một tiếng đồng hồ. Chiếc bình kia đã được tìm thấy, những người công nhân đang dùng dây thừng kéo nó lên. chương 17, giải quyết vẹn tròn. Ngô Bình lập tức bảo mọi người tránh ra. Anh mở vò, vội vã nín thở ngay khi mùi hôi thối ấy sộc thẳng vào mặt chậu máu chó mực đã chuẩn bị sẵn được anh đổ hết vào vò. Thi thể bị ngâm trong máu chó, chỉ trong chốc lát đã biến thành màu đen. Anh lại đóng nắp vò, dán một lá bùa mới vẽ lên. Mười vò còn lại lần lượt được đào lên và xử lý theo cách tương tự, cuối cùng dùng một chiếc xe kéo chúng xuống núi. Đến khi mười cái vò đều đã được đào lên thì trời đã tối. Ngô Bình bảo công nhân đào một cái hố rộng chừng mười mấy mét ở một nơi hẻo lánh, sau đó chôn hết mười cái vỏ vào đó lúc lấp đất xong xuôi thì đã hơn 8 giờ tối, các công nhân đều mệt lử. Lư Trấn Sơn phát cho mỗi người 2.000 tệ, dặn họ không được đồn lung tung. Sau khi công nhân rời đi, Ngô Bình nói, nơi này không còn vấn đề nữa, ngày mai có thể đưa người vào rồi. Mình còn có việc, đi trước nhé. Lư Tuấn Phi dối rít, Bình à, hôm nay khoan đi vội, mình đặt khách sạn cho cậu rồi. Ngô Bình xua tay, không được, việc quan trọng lắm, mình phải về thấy không giữ được anh, Lưu Tuấn Phi đành đích thân tiễn anh đến ga tàu cao tốc. Chuyện của nhà họ Lư đã giải quyết xong, tâm trạng của Ngô Bình cũng nhẹ nhõm hơn. Về đến nhà, anh thấy Mãn Đại Võ và Mãn Tòng Hổ vẫn đang quỳ gối dập đầu trước cây hòe. Bọn họ đã quỳ lại một ngày nên mệt rã rời, mặt mũi xanh sao, cả người run rẩy. Ngô Bình cũng mặc kệ họ, tiếp tục trị liệu cho mẹ và đả thông kinh lạc cho Tiểu Mi. Lúc anh làm xong mọi chuyện thì đã hơn một giờ sáng. Một lát sau, thấy tiếng dập đầu của hai kẻ ngoài kia quá ồn ào, anh bèn ra đó, bảo rằng Hòe Tiên đã tha thứ cho họ, họ có thể về rồi. Hai người họ như được đại xá, cảm ơn dối giết rồi rời đi. Kể từ đó, họ rất tôn kính nhà họ Ngô, không dám gây sự nữa. Ngô Bình đã vất vả cả ngày, mệt mỏi vô cùng, thậm chí còn chưa tập quyền thì đã ngủ thiếp đi. Anh bị một cú điện thoại đánh thức, là hiệu trưởng trường trung học số 1 của huyện gọi đến. Hiệu trưởng rất khách sáo, Đầu tiên là khen ngợi Ngô Mi thông minh và học giỏi, sau đó thì hy vọng rằng Ngô Mi có thể vào lớp tăng cường tốt nhất của trường số 1. Lớp tăng cường chỉ có 20 học sinh, do các giáo viên giỏi nhất của trường số 1 phụ trách. Học sinh được vào lớp tăng cường đều có hy vọng thi vào năm trường đại học tốt nhất cả nước. Ngô Bình tỏ ý cảm ơn, nói rằng mấy ngày nay Ngô Mi không khỏe, một thời gian nữa mới có thể quay về trường. Hiệu trưởng vội vàng nói không sao, khi nào đến trường cũng được. Vừa cúp điện thoại, Ngô Bình ngửi thấy mùi cơm. Anh nhìn đồng hồ, không ngờ đã 12 giờ trưa rồi. "Anh ơi, ăn cơm thôi ạ." À, Ngô Mi gọi vọng vào từ ngoài cửa. "Anh ra ngay." Ngô Bình vội thay đồ và đi ra phòng khách. Quả nhiên Ngô Mi không đi học, có điều cô bé không hề lãng phí thời gian, từ 6 giờ sáng đã thức dậy luyện đề, đến giờ đã làm xong 6 đề thi toán quốc gia. "Anh này, em làm xong mấy bộ đề thi thử rồi." Ngô Mi nói, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Ngô Bình hỏi, "Sao rồi, thành tích ổn chứ?" Ngô Mi đáp, "Đề thi tối đa là 100 điểm. Đề đầu tiên em làm được 72 điểm, sau đó điểm tăng dần lên, đến đề thứ 5 thì em đạt điểm tối đa, đề thứ 6 cũng thế ạ." À. Ngô Bình mừng rỡ, "Thật ư? Giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé." Ngô Mi chợt hỏi, "Anh có dự định gì chưa ạ?" À? Bị em gái hỏi như vậy khiến Ngô Bình ngây ra một lúc. "Anh thật sự chưa có dự định gì đặc biệt," ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp em thấy anh làm bác sĩ có được không? Được chứ ạ. À? Ngô Mi vội vã gật đầu. Chắc chắn anh sẽ trở thành bác sĩ ưu tú nhất. Nghe xong câu hỏi của Ngô Mi, Ngô Bình mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình. Bản thân anh tuy có võ công cao siêu, nhưng võ thì chẳng kiếm ăn được, còn y thuật thì có thể chữa bệnh cứu người, nuôi gia đình. Nhưng nếu muốn hành nghề y thì anh phải có chứng chỉ y tế. Chứng chỉ này yêu cầu phải có bằng cử nhân trở lên và hơn một năm kinh nghiệm thực tập nhưng anh cũng không vội có thể lên kế hoạch lâu dài ăn cơm xong ngô bình nói với người nhà một tiếng rồi lại ra ngoài chuyến đi này anh phải đến vùng khác khi ngô bình ra tù lý thịnh quốc có đưa cho anh một mảnh giấy ghi địa chỉ và số điện thoại bảo rằng người thân của một vị thương gia mắc chứng bệnh lạ mong anh đến khám thử khi có thời gian rảnh mảnh giấy viết địa chỉ của đối phương là một công ty tên là truyền thông liên thượng ở hải thành mấy ngày này anh rảnh rỗi thật nên quyết định đến khám cho bệnh nhân này thế là anh gọi một cú điện thoại bên kia đầu dây vang lên một giọng nói giả nua xin hỏi ai ở đầu dây thế đối phương vô cùng lịch sự ngô bình đáp tôi họ ngô lý thịnh quốc đã ủy thác cho tôi đến chữa bệnh cho chủ nhân số điện thoại này ông lão nói anh vui lòng chờ một lát nhé tôi sẽ đi xác minh lại vài phút sau ông lão nọ khách sáo cất lời thì ra là cậu ngô ông chủ nhà tôi sẽ nghe máy ngay Chừng 2 phút sau, một giọng nói sang sảng vang lên, cậu Ngô đấy à? Tôi là Nhậm Thiên Thắng, cuối cùng cậu cũng liên lạc với tôi rồi. Ngô Bình nói, ông Nhậm à, sức khỏe của ông có vấn đề gì sao? Không phải, là con gái tôi, còn về tình trạng cụ thể thì chúng ta gặp nhau hãng nói nhé. Hiện giờ cậu đang ở đâu, đối phương hỏi. Ngô Bình xem đồng hồ, nếu ông có thời gian, chúng ta gặp nhau vào hôm nay luôn nhé. Được, 5 giờ chiều nay chúng ta gặp mặt ở khách sạn Thiên Long. Hai bên hẹn xong địa điểm giờ giấc thì Ngô Bình cúp máy, bắt một chuyến xe. Ngồi tàu cao tốc chừng 2 tiếng rưỡi là đến Hải Thành rồi. Hải Thành còn được gọi là Ma Đô, là thành phố quốc tế nổi tiếng, còn sầm uất hơn cả Vân Kinh, tập hợp rất nhiều đại gia. 2 giờ rưỡi đồng hồ là khoảng thời gian khá dài, Ngô Bình buồn chán ngồi lướt điện thoại. Tàu chạy được chừng 1 giờ thì một giọng nói lo lắng bỗng phát ra từ loa thông báo, kính thưa các hành khách, một hành khách lớn tuổi ngồi ở khoang thương gia đột ngột phát bệnh và đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu có bác sĩ nào hiện có mặt trên tàu, vui lòng đến khoang thương gia để hỗ trợ chữa trị giúp chúng tôi. Tôi xin thông báo lần nữa. Nghe xong thông báo, Ngô Bình lập tức đứng dậy và chạy nhanh đến khoang thương gia. Lúc này ở trước khoang thương gia đang rất hỗn loạn, có mấy tiếp viên và vài thanh niên mặc âu phục, đi giày ra đều rất cuống quyết. Tôi là bác sĩ, Ngô Bình nói mắt họ sáng rỡ lên, vội vàng nhường đường cho anh. trong số đó có một cô gái trẻ mặc âu phục trông rất xinh đẹp, cuốn cuồng đưa Ngô Bình vào trong khoang. lúc này có một ông lão tóc bạc phơ đang nằm trên một chiếc ghế lớn, sắc mặt vàng vọt, cơ bắp căng cứng, mắt trợn trắng. Ngô Bình nhìn sơ qua một lượt, rồi nhìn xuyên qua não bộ của đối phương, phát hiện có một khối u phát triển trong não, khối u xâm nhập vào các mô não xung quanh, có lẽ ban nãy đã đạt đến điểm giới hạn nên mới gây ra tình trạng hiện giờ của ông lão anh còn chưa nói gì một nam thanh niên đã xông đến lớn tiếng nói tôi là bác sĩ chủ nhiệm khoa não mọi người tránh ra để tôi kiểm tra tình trạng bệnh nhân người này không hề lịch sự chút nào vừa bước vào đã nói oang oang không thèm để ngô bình vào mắt vậy nên ngô bình bèn tránh sang một bên muốn xem thử người này có cách giải quyết gì nam thanh niên này rất gầy không cao da ngăm đen Kiểm tra một lượt xong, anh ta nghiêm mặt nói, chắc chắn não đã gặp vấn đề, nhưng hiện tại tôi không thể xác định. Đến trạm tiếp theo, lập tức đưa người bệnh xuống tàu và đến bệnh viện gần nhất để điều trị, có lẽ vẫn còn cơ hội. Cô gái mặc âu phục kia tái mặt hỏi, bác sĩ à, ông ngoại tôi không sao chứ? Tôi không thể khẳng định, nam thanh niên lắc đầu. Ông ấy không thể gắng gượng quá 5 phút đâu, Ngô Bình không kìm được bèn lên tiếng, nếu không cứu chữa kịp thời, ông ấy sẽ tắt thở chương 18, người đẹp, cô thiếu đàn ông. Nam thanh niên này đang ngồi ở khu vực ghế hạng nhất, cách khoang thương ra không xa. Anh ta cũng là người đầu tiên nghe thấy thông báo, nhưng là một người ích kỷ, anh ta không hành động ngay, dù sao chữa bệnh cứu người cũng có rủi ro, hơn nữa cũng chẳng được báo đáp gì. Xong ngay trong khoảnh khắc cửa khoang mở ra, anh ta đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc âu phục, và cả chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trị giá 7-800 nghìn tệ trên cổ tay đối phương anh ta lập tức hào hứng, theo sau Ngô Bình chạy vào khoang, chủ động đề nghị chữa trị cho ông cụ kia. Không có lợi ích thì ai mà làm, dù anh ta không chữa trị được thì cũng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng cô gái xinh đẹp kia. Lời nói của Ngô Bình làm anh ta bực mình lắm, nghĩ bụng tên này là cái thá gì. Anh ta nhìn Ngô Bình từ trên xuống dưới, đoạn bảo, cậu không biết gì thì đừng nói bừa. Không ai có thể biết tình trạng của não, cần thiết bị hỗ trợ mới phán đoán được. Cậu bảo ông ấy không thể gắng ngượng quá 5 phút dựa trên cơ sở nào? Người đẹp mặc Âu phục kia cũng lo lắng nhìn Ngô Bình, muốn nghe anh trả lời. Ngô Bình nói, làm còn hơn nói, tôi có cách giúp ông cụ tỉnh lại, như vậy ông ấy sẽ có đủ thời gian chờ đến lúc vào bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Nam thanh niên cười khẩy, có cách? Cậu trẻ như vậy, vẫn còn sinh viên y nhỉ, hay cậu là bác sĩ? Ngô Bình đáp, tôi là bác sĩ Đông y cũng là một bác sĩ chữa bệnh khắp bốn phương. Chữa bệnh bốn phương, anh chàng bác sĩ ra vẻ mỉa mai, nhìn sang người đẹp mặc Âu phục, "Cô à, bác sĩ chữa bệnh bốn phương cũng chẳng khác gì quân lừa đảo. Tuyệt đối đừng tin lời cậu ta, nhớ cậu ta chữa cho bệnh nhân trở nặng thì hối hận không kịp." Một thanh niên khác ở gần đó đã tái mặt, gầm lên với Ngô Bình, "Đồ lừa đảo, cút ngay." Ngô Bình nhíu mày, "Lừa đảo? Tôi nghe loa phát thanh nói có người nguy kịch nên mới đến đây xem thử tình hình." Tình trạng hiện giờ của ông lão không lạc quan, nói thẳng ra, ông ấy chỉ còn sống 5 phút nữa thôi. Còn dám nói nhăng nói cuội, cậu thanh niên kia nổi giận, nắm lấy cổ áo Ngô Bình. Ngô Bình không muốn đánh nhau với đối phương, bèn lùi một bước ra đến cửa khoang, lạnh lùng nói, hai phút nữa, ông ấy sẽ sủi bọt mép, 3 phút nữa, chân tay tím tái, mất kiểm soát đại tiểu tiện. Vậy thôi, dứt lời, anh về thẳng ghế của mình, trong lòng anh rất khó chịu, có lòng tốt khám bệnh cho người ta mà còn bị xem là kẻ lừa gạt. Thời buổi này muốn làm người tốt cũng khó quá. Ngô Bình vừa đi khỏi, bác sĩ nọ đã hừ giọng bảo, hạng người lừa đảo này đúng là kinh tởm. Nếu không nhờ có tôi ở đây vạch trần cậu ta thì hậu quả sẽ rất khó lường. Cô gái mặc âu phục rất lo lắng. Cô ấy vẫn không từ bỏ, hỏi anh ta, cảm ơn anh. Trước khi tàu đến chạm, anh có thể giúp bệnh tình của ông ngoại tôi thuyên giảm không? Bác sĩ kia thở dài nếu như đang ở bệnh viện có lẽ tôi sẽ có cách nhưng ở đây không có kim tiêm và thuốc tôi cũng bất lực vừa dứt lời cả người ông lão đột nhiên run lên bắt đầu sùi bọt mép hàm răng cắn chặt trông đáng sợ vô cùng người đẹp mặc âu phục thét lên ông ngoại ơi ông làm sao thế này cậu thanh niên kia cũng hoảng sợ làm sao bây giờ ông nội sùi bọt mép thật rồi đều tại tên khốn kia nói bậy bạ để em đi tính sổ Đứng lại, người đẹp mặc Âu phục bóng trở nên lạnh lùng vô cùng, gọi giật thanh niên. Cô ấy quan sát tình trạng của ông cụ, đột nhiên nói, chúng ta đi mời anh ấy đến đây. Gì cơ à, mời, cậu thanh niên không bằng lòng, đó chỉ là kẻ lừa đảo mà. Cầm miệng, cô ấy chừng mắt nhìn cậu, nếu anh ấy là người bình thường thì không thể nói chuẩn xác như vậy. Đi mời anh ấy với chị, lát nữa phải xin lỗi anh ấy. Cậu thanh niên sững sờ, lẽ nào người kia là người giỏi y thuật thật ư từ bé đến giờ cậu đã khôn lớn dưới sự quyền uy của chị mình nào dám trái lệnh chị vội vàng đi theo đối phương tìm ngô bình sắc mặt của bác sĩ nọ thoát sáng thoát tối sao ngô bình lại nói đúng nhỉ chẳng lẽ anh giỏi y thuật thật không thể nào đến anh ta còn không nhìn ra một bác sĩ lang bạt bốn phương như ngô bình mà lại nhìn ra ư ngô bình yên vị chưa lâu thì hai chị em đã dẫn theo tiếp viên vội vã đi tìm anh khoang hạng hai khá đông người, hai người họ lần lượt cúi người thật sâu trước Ngô Bình. Xin lỗi, chúng tôi đã hiểu lầm anh rồi, cô gái mặc âu phục là người đứng trước. Ngô Bình đang đọc tạp chí, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ nói, không sao. Tôi chỉ là kẻ lừa đảo, không hiểu gì về y thuật. Thưa anh, chúng tôi là người có lỗi, nhưng mong anh hãy giúp ông ngoại tôi, vệ thanh ảnh này sẽ cảm kích vô cùng. Cô ấy vừa nói xong thì nước mắt rơi lã trã, đôi mắt ngập tràn vẻ nài xin ngô bình sợ nhất là phụ nữ khóc đặc biệt là phụ nữ đẹp anh thở dài bèn nói cô dẫn đường đi vệ thanh ảnh mừng rỡ vội vàng dẫn đường khi quay lại khoang thương ra lần nữa chân tay của ông cụ quả nhiên đã tím tái như lời của ngô bình ngô bình không hề ngần ngại nhìn qua một lượt rồi lấy bộ kim châm ra men theo rãnh xương sọ đâm vào vị trí khối u do có khối u nên áp lực nội sọ tăng cao tụ máu cục bộ anh đã đâm kim vào ngay vị trí tụ máu sau khi xe thật nhẹ, anh rút kim châm ra, một dòng máu đã chảy ra dọc theo lỗ kim. Anh đã có chuẩn bị từ trước, dùng cốc giấy để hứng máu. Lúc này, khối tụ máu đã biến mất, áp lực cục bộ thuyên giảm, áp lực ở dây thần kinh do bị khối u chèn lên cũng giảm đi. Ông lão kêu lên ái ôi rồi thở ra một hơi dài, mắt đảo vài lần, chậm rãi khôi phục về trạng thái bình thường, ông bị làm sao vậy? Ông ngoại, vệ thanh ảnh vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vội đỡ lấy ông cụ bác sĩ kia vừa thấy cảnh tượng này thì sướng sở há hốc mồm. Sao Ngô Bình có thể làm được vậy? Chỉ đâm kim vào một cái thôi là chữa được rồi. Cậu thanh niên ban nãy đã nói năng lỗ mãng bỗng nhiên khom người trước Ngô Bình. Xin lỗi anh, là tôi có mắt không chồng, mong anh thứ lỗi cho tôi. chương 19, căn bệnh lạ. Ngô Bình không để ý đến cậu, chỉ nói với cô gái xinh đẹp kia, tôi chỉ có thể tạm thời giúp bệnh tình của ông ấy thuyên giảm thôi. Khi đến Hải Thành, cô hãy đưa ông đến bệnh viện kiểm tra vệ thanh ảnh lại rối rít cảm ơn đoạn hỏi anh à ông ngoại tôi đã mắc bệnh gì vậy có khối u não ngô bình không giấu giếm vị trí khá sâu ca mỗ sẽ có độ khó cao cậu bảo não có khối u phán đoán bằng cách gì vậy bác sĩ kia bèn hỏi ngô bình mặc kệ anh ta còn cậu thanh niên đã giận dữ hét lên anh cút ra ngoài cho tôi tại anh mà tôi hiểu lầm thần y đấy anh bác sĩ nọ không còn gì để nói đành tái mặt rời đi Ông cụ nắm chặt tay Ngô Bình, "Cậu trai à, cảm ơn cậu, cậu đã cứu mạng tôi." Ngô Bình đáp, "Chuyện nhỏ thôi, ông không cần khách sáo đâu. Ông nghỉ ngơi nhé, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi trước." "Anh à, tôi có thể lưu số anh không?" Vệ Thanh Ảnh vội lên tiếng, gương mặt thanh tú lộ vẻ khẩn khoản. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc, bèn trao đổi tên và số điện thoại với đối phương. Anh vừa định rời đi thì Vệ Thanh Ảnh bỗng cất lời, "Anh Ngô à, tôi đã bao chọn khoang thương gia này rồi. Hay là anh cứ ngồi ở đây đi, cũng thoải mái hơn. Ngô Bình không từ chối, bên cạnh còn một chỗ trống, anh bèn ngồi xuống. Vệ thanh ảnh chăm sóc ông cụ một lúc rồi đi đến trò chuyện cùng anh. Cô ấy cười hỏi, anh ngô này, cho hỏi anh đi đâu vậy? Ngô Bình đáp, tôi đến Hải Thành khám bệnh. Vệ thanh ảnh nghĩ bụng, quả nhiên là thần y, bèn nhân dịp này hỏi chuyện anh, anh ngô à, gần đây tôi rất hay mất ngủ, dễ nổi cáu kinh nguyệt lại không đều anh có thể khám giúp tôi không ngô bình gật đầu được anh bảo vệ thanh ảnh đưa cổ tay ra bắt đầu bắt mạch cho cô ấy lúc này anh vẫn chưa dùng năng lực nhìn thấu cơ thể của vệ thanh ảnh chỉ đơn giản bắt mạch để phán đoán tình trạng sức khỏe của cô ấy thôi sau khi xem mạch anh bảo không quá đáng ngại cần nghỉ ngơi nhiều hơn không có gì ư vệ thanh ảnh hơi khó hiểu vậy tại sao tôi lại mất ngủ tâm trạng cũng không ổn định nữa Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi bảo, "Cái này đơn giản thôi, cô vệ chưa có bạn trai đúng không?" Vệ Thanh Ảnh đỏ mặt, tạm thời vẫn chưa có. Ngô Bình đáp, "Vậy thì mau tìm thôi, có bạn trai rồi, bệnh của cô sẽ khỏi." Tình trạng của Vệ Thanh Ảnh thật ra là do thiếu đàn ông, cuộc sống không có đàn ông hoặc phụ nữ dễ dẫn đến rối loạn nội tiết tố, không phải chuyện gì nghiêm trọng. Gương mặt Vệ Thanh Ảnh càng đỏ hơn, cô ho húng hắng, "Cảm ơn anh Ngô." Lúc này Ngô Bình mới có thời gian quan sát người đẹp mặc Âu phục này kỹ hơn. Váy của cô ngắn đến đầu gối, để lộ đôi chân thon đẹp đi tất lụa màu lam nhạt. Khi trò chuyện với Ngô Bình, cô ấy đã cởi áo khoác ra, bên trong là sơ mi trắng, nhưng cũng không che giấu được dáng người tuyệt đẹp. Từ cách ăn mặc cho thấy, tính cách của người đẹp này khá bảo thủ truyền thống. Trong lúc Hàn Huyên, Ngô Bình biết được cậu thanh niên ban nãy xin lỗi mình tên là Phùng Kiếm, còn ông lão kia tên là Phùng Tử Tường. Ông ngoại của cô ấy. Ba mẹ mất sớm, cô ấy được ông ngoại chăm sóc và nuôi lớn. Ở khoang thương gia, ngoài ba người họ ra còn có vài người đi theo, hình như là vệ sĩ. Bọn họ đều mặc âu phục đen, khí chất thâm trầm. Từ điểm này có thể phán đoán vệ thanh ảnh không phải là người đơn giản, chẳng phú thì quý. Anh bèn lên mạng tra cứu tên Phùng Tử Tường, kết quả cho thấy người này là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Viễn Sơn, đại gia ở Hải Thành với khối tài sản hơn 10 tỷ vệ thanh ảnh cũng không hề đơn giản. Cô ấy là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Viễn Sơn, chủ tịch công ty truyền thông Sơn Hải trực thuộc tập đoàn Viễn Sơn, là doanh nhân trẻ nổi tiếng cả nước. Vệ thanh ảnh cũng không tiếp tục quấy giày ngô bình nữa. Nửa chặng đường còn lại, anh phải tính tâm ngồi thiền. Cuối cùng, tàu đã đến trạm Hải Thành, cũng là trạm cuối. Ngô Bình định đi trước, nhưng vệ thanh ảnh kiên quyết cử một chiếc xe chở anh đến điểm hẹn. Dù sao Ngô Bình cũng định bắt xe nên không từ chối. Anh ngồi trên một chiếc ô tô hạng S, tài xế đưa anh đến địa điểm đã hẹn khách sạn Thiên Long của Hải Thành. Khi đến khách sạn, anh đọc tên xong thì được phục vụ dẫn đến căn phòng tiếp khách ở tầng 3. Ngồi giữa đại sảnh là một người đàn ông ngoài 50, đầu trọc, khá mập mạp, có vẻ mặt tươi cười. Ông ấy đứng dậy chào đón, "Chào cậu Ngô, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau." Ngô Bình gật đầu, "Để ông phải chờ lâu rồi." Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi, người này chính là Nhậm Thiên Thắng. Ông ấy mời Ngô Bình ngồi xuống. Người bệnh không có mặt sao?" Ngô Bình hỏi. Nhậm Thiên Thắng cười đáp, "Con gái cưng của tôi không đến được. Con bé đang bận việc ở công ty." Ngô Bình nói, "Nói cho tôi nghe về bệnh tình đi." Nhậm Thiên Thắng kể, "Bắt đầu từ năm 15 tuổi, con gái tôi bắt đầu chán ghét phái nam. Dù chàng trai đó có đẹp trai đến mấy, con bé cũng không có hứng thú." Hơn nữa, một khi có tiếp xúc cơ thể với đàn ông, con bé sẽ lập tức nôn mửa. Tôi đã từng mời rất nhiều chuyên gia và bác sĩ nổi tiếng đến chẩn đoán cho con bé, nhưng họ đều bó tay chịu thua. Tôi nghe một người bạn kể rằng, căn bệnh mà bạn tôi đã mắc phải nhiều năm nay đã được một cậu bạn họ ngô chữa khỏi ở trong tù. Vậy nên tôi mới nhờ bạn giới thiệu cho tôi, Nhậm Thiên Thắng nói. Cõi lòng ngô bình thoáng sao động, không thể tiếp xúc với đàn ông, một khi tiếp xúc sẽ nôn mửa. Anh đột nhiên nghĩ đến một căn bệnh, lẽ nào là loại thể chất đo ư? Chương 20, nhìn xuyên thấu người đẹp tầng trên. Ngô Bình lập tức nói, tôi vào ngó bệnh nhân một lát được không? Nhậm Thiên Thắng cười nói, cậu Ngô, không cần khám xét gì nữa đâu, tôi cũng bó tay với con gái mình rồi. Vì vậy, tôi muốn nhờ cậu đóng giả một người làm kinh doanh để đến gặp con bé. Ngô Bình cau mày, anh thấy chuyện này quá phiền phức. Thấy Ngô Bình có vẻ mất kiên nhẫn, Nhậm Thiên Thắng vội nói, dù có thành công hay không thì tôi vẫn trả thù lao cho cậu là 300.000, nếu cậu ngô có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi thì đương nhiên tôi sẽ trọng thường. 300.000 không ít, vì số tiền này nên Ngô Bình không so đo với Nhậm Thiên Thắng nữa, vậy ông cứ sắp xếp đi, tôi sẽ chờ tin của ông. Cảm ơn cậu, Nhậm Thiên Thắng vội nói, tôi đã xếp phòng cho cậu ngô rồi, để tôi gọi người dẫn cậu đi nghỉ. Ngô Bình đứng dậy, một nhân viên dẫn anh lên một căn phòng trên tầng 10. Thiên Long là khách sạn 5 sao nên phòng của Ngô Bình rất sang trọng, trong phòng có một chiếc cửa sổ sát đất cực lớn để ngắm cảnh vật bên ngoài. Ngô Bình vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng động từ tầng trên truyền xuống, anh cao mày, người ở tầng trên đang làm gì vậy? Anh ngẩng đầu lên rồi dùng năng lực nhìn xuyên thấu, ngay sau đó anh chợt thấy một cảnh tượng khiến máu huyết trong người mình sôi trào. Một cô gái xinh đẹp với thân hình hoàn hảo mặc bộ đồ tập màu xám trắng đang thực hiện một động tác yoga với độ khó cao làn da của cô ấy rất trắng, đôi chân thon dài như đã hấp mất hồn Ngô Bình. Hai năm nay, Ngô Bình chưa động vào phụ nữ, vừa nhìn thấy cảnh xuân phơi phới này một cái, anh lập tức quyết định nằm ngửa trên sofa để theo dõi tiếp. Sau khi nâng cấp độ xuyên thấu thêm một bậc nữa, miệng Ngô Bình ứa nước miếng. Đã mắt quá, Ngô Bình chợt cảm thấy mũi mình nóng nóng, đưa tay lên sờ thì quả nhiên toàn là máu, anh bị chảy máu mũi rồi. Mẹ kiếp, anh nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch máu rồi lại dán chặt mắt lên trần nhà để ngắm nhìn cô gái đẹp tuyệt trần. Dạo này mình hên thế nhỉ, toàn gặp mỹ nữ siêu cấp, Ngô Bình lẩm bẩm. Độ nhiên, Ngô Bình nảy ra một trò đùa quái đản, anh tập trung tinh thần, sau đó dùng một bàn tay vô hình chạm vào bên ngực trái của cô gái. Ưm, um. cô gái khẽ kêu lên một tiếng với vẻ nghi hoặc, Ngô Bình chỉ chạm một cái rất nhẹ nên cô ấy chỉ tưởng là ảo giác. Sau cú chạm nhẹ đó, Ngô Bình thấy đầu váng mắt hoa. Anh vừa thi triển năng lực đặc biệt của đôi mắt xuyên thấu, nó có tên gọi là nhãn lực. Thi triển khả năng này rất mất sức nên mỗi lần thực hiện xong, anh phải nghỉ ngơi rất lâu. Khi ở trong tù, anh từng thử nghiệm rồi, với khả năng hiện tại, nhiều nhất anh cũng chỉ có thể nâng được vật nặng nửa cân trong tối đa 5 giây thôi. Khi Ngô Bình đang định trêu chọc cô gái ấy tiếp thì điện thoại chợt đổ chuông, là Vệ Thanh Ảnh gọi đến, cô ấy sốt sắng nói: "Anh Ngô, ông ngoại tôi sắp không qua khỏi rồi. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, chuyện là thế nào? Bác sĩ nói khối u bị vỡ, hiện tại đang bị chảy máu trong rất nhiều, họ đang cấp cứu. Phản ứng đầu tiên của Ngô Bình là phủ định khả năng đó, trước đó anh đã kiểm tra tình trạng của khối u rồi, nó không thể vỡ được, càng không thể xuất hiện khả năng chảy máu trong, rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng cứu người quan trọng hơn nên anh vội nói, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay. Vừa nói, ngô bình vừa chuẩn bị đi ra ngoài khi anh xuống dưới đại sảnh có người chặn lại hỏi anh ngô anh định đi đâu ạ à? ngô bình gật đầu anh là người của ông nhậm à vâng ông nhậm đã dặn anh có việc gì thì cứ gọi tôi người đó cười nói ngô bình tôi muốn gọi xe để đến bệnh viện người đó không hỏi lại mà lập tức bảo quản lý khách sạn chuẩn bị xe chuyên dụng đưa ngô bình đến bệnh viện hơn nửa tiếng sau ngô bình đã đến bệnh viện an hòa audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 1